Tạ Hoài Ẩn đang nói này một câu thời điểm, hắn đôi mắt đó là nhìn Tạ Hoài Chứa, biểu tình bên trong cũng hoàn toàn là mang theo ý cười, tựa hồ cảm thấy chính mình nói cũng bất quá chính là một câu tùy ý nói thôi, nhưng Tạ Hoài Ẩn chính mình rõ ràng, càng thêm rõ ràng hắn kia cửu ca là như thế nào phản ứng. Tiền Hạ Lan mấy năm nay bên trong tuy nói tại đây Bách Hoa Lâu, sự tình thượng là chết ở Vân Xu trên tay, nhưng hắn vẫn là như cũ quá đến nhưng xem như thập phần hô mưa gọi gió, đặc biệt là ở hoạt động tín dụng kia phương diện, kia hoàn toàn giống như là làm trầm trọng thêm giống nhau, nhưng lại cũng vẫn luôn không có gì biện pháp. Còn nữa, Tiền Hạ Lan sau lưng người cũng vẫn luôn đều cất giấu nửa điểm, cũng không có lộ ra tin tức đã tới. Tạ Hoài Ẩn cũng không biết rốt cuộc ở sau lưng người rốt cuộc là hiện giờ ở, trước mặt hắn cửu ca vẫn là thừa tướng Vương Hằng, cho nên hắn hiện tại cũng bất quá chính là thí thượng thử một lần thôi, nay thử một lần chính là chính mình trước mắt cửu ca, nếu là không có thí ra điểm cái gì tới, cũng còn có đàn khanh bên kia, cầm khanh tốt xấu cũng là năm đó Bách Hoa Lâu đầu bảng, như thế nào biết đến tình huống, cũng nên là sẽ so với bọn hắn tới nhiều một ít mới đúng. Ngươi như thế nào nghĩ đến này mặt trên đi? Tạ Hoài Uẩn nói chuyện không đâu hỏi thượng vừa hỏi, kia lời nói nhìn cũng coi như là thập phần tùy ý, lại cũng là nghiêm túc mà chờ Tạ Hoài Ẩn trả lời. Cửu ca ngươi chính là không hiểu được, kia Tiền Hạ Lan làm chính là thả vay nặng lãi bản lĩnh, động tĩnh còn tính không nhỏ, việc này nguyên bản chính là cái tai họa người, chuyện này bị hắn bức cho cùng đường nhân ra cũng có thể xem như không ít. Tổng không thể từ người như vậy đi xuống đi, nói nữa nếu chỉ là một cái thương nhân người tất nhiên là, không có điểm bản lĩnh nháo ra như vậy đại động tính tới, chỉ sợ tại đây sau lưng còn có người không phải, có thể cho người ta như vậy che chở, chỉ sợ này địa vị còn không nhỏ, nếu có thể đủ đem người cấp lộng ra tới, ha ha. Tạ Hoài Ẩn nói đến mặt sau thời điểm cũng là liên tiếp mà cười, nhưng Tạ Hoài Uẩn là biết hắn lời này bên trong ý tứ. Không ngoài chính là nghĩ đem người cấp tận diệt, nhưng thật ra cái có tâm, chiêu này thương cục khi nào còn quản chuyện này nhi, Tạ Hoài Uẩn nói, kia ngữ khí bên trong nghe không ra cái gì vừa lòng vẫn là không hài lòng, nhưng xem kia tư thái tới, xem, này không hài lòng xa xa là lớn hơn vừa lòng ý tứ, này bất mãn cũng có thể xem như thập phần rõ ràng, trước kia ở không có chiêu thương cục thời điểm, này quản hạt hết thảy đều ở hộ bộ trên tay. Mặc kệ như thế nào đều là muốn qua hộ bộ tay, nhưng hiện tại nhiều một cái chiêu thương cục sự tình, hộ bộ quyền lợi cấp phân đi rồi hơn phân nửa không nói, còn quản không đến chiêu thương cục trên đầu đi, cái này làm cho hộ bộ người nếu là không có nửa điểm lý do thoái thác kia, cũng đúng là khả năng không lớn. Tạ Hoài Uẩn này ngoài miệng tuy là không nói cái gì, nhưng này trong lòng đối với chiêu thương cục sự kia cũng vẫn là có vài phần chán ghét. Nhưng này bên ngoài thượng lại cũng vẫn là làm bộ sự tình gì đều không có bộ dáng, hơn nữa hộ bộ thượng sự tình, tuy là không muốn thừa nhận nhưng Tạ Hoài Ẩn phía trước làm cũng còn xem như không tồi, này Lệ Minh Tế, cũng thật là chọn không ra nửa điểm đâm tới, cho dù là Doãn Trọng, đối hắn cũng có thể xem như khen ngợi có thêm, mà chính mình hiện tại ở vào hộ bộ, thượng hoàn toàn giống như là một cái râu ria dường như, đắn đo không đến cái gì chỗ tốt. Nhưng nếu muốn làm cái gì còn có một cái Doãn Trọng hoành ở nơi nào, hoàn toàn không bằng người ngốc tại chiêu thương cục phía trên tới bừa bãi nhiều, mặc kệ là tốt là xấu rốt cuộc cũng vẫn là, có thể xông ra một cái tên tuổi tới, nhưng không giống như là hắn như bây giờ. Tạ Hoài Uẩn vẫn luôn đều ở phỏng đoán chính mình phụ hoàng về điểm này dụng ý, hắn không rõ nếu là phụ hoàng, là đang định từ bỏ hắn vì sao phải đem hắn an trí tới rồi hộ bộ đi lên. Nhưng nếu nói là muốn trọng dụng với hắn nói, lại như thế nào sẽ cho chính mình an trí tại đây loại lúng ta lúng túng vị trí. Đồng dạng, Tạ Hoài Uẩn cũng có vài phần minh bạch, chỉ cần tiểu 13 ở chiêu thương cục, thượng chỉ cần không nháo ra điểm cái gì sai sự tới, lại hoặc là có chút thành tựu, có lẽ này chữ quân chi vị còn thật có khả năng, chính là hắn. Chiêu thương cục quản cũng đều là thương hộ chi gian về điểm này sự tình. Này Tiền Hạ Lan thế nào cũng là cái thương hộ sao, này đương nhiên cũng chính là luôn được đến chúng ta chiêu thương cục tới quản, Tạ Hoài Ẩn nói, kia đảo cũng là, ngươi là hiện tại liền tính toán đem người cấp mang đi, ta đây hiện giờ cũng không có gì sự tình, nhưng làm chi bằng là cùng ngươi cùng đi nhìn xem cái kia nữ tử đi, Tạ Hoài Ẩn vẻ mặt thanh thản địa đạo, hắn kia hợp lại ở, trong tay áo tay cũng hơi hơi có vài phần buộc chặt.
Cầm Khanh người nọ tuy nói đã vứt đi không cần, nhưng cũng tuyệt đối không thể đủ trở thành người khác trợ lực, đặc biệt là người này vẫn là cầm đối hướng chính mình giao nhỏ người. Tạ Hoài Ẩn trên mặt mang theo cười nói, nơi nào yêu cầu ta đi mang theo người tới, kia nữ nhân ta sẽ không đi thân cận quá, việc này sẽ tự có người đi xử lý. Tạ Hoài Ẩn lời nói cũng làm Tạ Hoài Uẩn trong lòng cả kinh, hắn thực mau liền phản ứng. Lại đây, là Vân Xu, chỉ sợ ở bọn họ nhóm người này người còn ở phê đấu lâm tử tin thời điểm, Vân Xu đã đi trước Cầm Khanh chỗ đó đi, sẽ có như vậy. An bài Tạ Hoài Uẩn nhưng tính không phải quá mức ngoài ý muốn lại, cũng không phải ở lường trước bên trong sự tình, phải không, hy vọng các ngươi có thể được đến một ít hữu dụng sự tình. Tạ Hoài Uẩn cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai cho lớn như vậy, bản lĩnh khiến cho người ở đàng kia như vậy càn rỡ, Cửu Ca bất đồng ta cùng đi nhìn xem. Tạ Hoài Ẩn cười mời nói, dù sao hôm nay cũng không sự, chi bằng thả đi cùng nhìn xem, có lẽ kia kết quả cũng sẽ là làm Cửu Ca ngươi ngoài ý muốn thực cũng chưa chắc, cũng có thể. Tạ Hoài Uẩn nhìn Tạ Hoài Ẩn, cái này thập tam đệ hiện tại cùng chính mình đã là, càng đi càng xa bộ dáng, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi đến hắn trên người đi, vừa mới kia một phen lời nói cũng thực rõ ràng là ở thử thăm dò hắn, nay thật đúng là đủ gọi người cảm thấy sốt ruột, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, rốt cuộc bọn họ có thể sờ soạng ra nhiều ít tới. Vân Xu nhìn Cầm Khanh, nói, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu là nghĩ kỹ, như vậy nhiều ít cũng còn có thể đủ cho ngươi một cái đường sống ở, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi ra Ung Đô. Cũng sẽ cho ngươi một bút bạc, tuy không thể đại phú đại quý ít nhất, cũng có thể đủ làm ngươi thản nhiên mà vượt qua quãng đời còn lại, này tổng so ngươi ở chỗ này suốt ngày mà lo lắng đề phòng muốn, tới hảo đến nhiều đi, vứt bỏ nơi này sở hữu, đổi một cái lương tịch, rời đi Ung Đô lúc sau lại có ai biết ngươi trước kia là đã làm chút gì đó. Cầm Khanh nhìn Vân Xu, ánh mắt kia bên trong vẫn là mang theo vài phần không dám tin tưởng. Nàng biết trên đời này nhưng không có tốt như vậy rớt bánh có nhân sự tình, mặc dù là Vân Xu nói như vậy hảo, nàng cũng định là có bên sự tình muốn nàng làm, khôn khéo như vậy Vân Xu, lại như thế nào sẽ làm ra bực này lỗ vốn thanh âm, hơn phân nửa vẫn là sẽ làm nàng từ tay nàng thượng cầm nhiều ít bạc qua đi, liền phải nàng phun ra nhiều ít có giá trị sự tình tới, nhưng Vân Xu cũng không thúc giục, chỉ là chậm rãi nói, một hồi Lâm phò mã nên đã trở lại. Chờ đến hắn đã trở lại lúc sau nói vậy, cũng là sẽ không đem ngươi lưu tại này tiểu lâu bên trong, hôm nay Lâm phò mã đi hoàng cung bên trong, hơn phân nửa sẽ phát sinh sự tình ngươi cũng có thể tưởng tượng đến ra tới, dân gian xuất giá nữ tử ở nhà chồng bị bắt, nạt nhà mẹ đẻ huynh đệ tỷ muội cũng đều là phải vì người xuất đầu, huống chi là hoàng gia công chúa, đương nhiên việc này cũng sẽ không làm quá mức, chỉ cần làm Lâm tử tin minh bạch hắn rút đi phò mã cái này quang hoàn lúc sau. Liền cái gì đều không phải, thậm chí Lâm gia Ninh quốc công tước vị, cũng có thể sẽ là một cái không biết chi số, ngươi nói Lâm phò mã sẽ lựa chọn như thế nào. Cầm Khanh sầu thảm cười nói, cho nên ta chú định nên là bị hy sinh kia một cái. Vân Xu nhìn phía trước, cũng không có đi xem Cầm Khanh hiện giờ thần sắc như thế nào, nàng cười khẽ một tiếng nói, đây là trò chơi quy tắc, nếu là không có như vậy bản lĩnh, bị người từ bỏ cũng có thể xem như đạo lý. Vật cạnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót thôi, cho nên nàng sẽ trở thành hy sinh giả cho dù là nàng không cam nguyện, hơn nữa ở thời đại này, từ bỏ cũng đều là nữ nhân không phải, ngươi lúc trước leo lên Lâm phò mã thời điểm, ngươi cũng nên là nghĩ tới, nhất hư kết quả không phải, mọi việc đều có tính hai mặt, nghĩ tới tốt nhất cục diện cũng đến tưởng hảo nhất hư cục diện, quang tưởng được đến mà không có trả giá, trên đời này nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cầm Khanh cắn răng, đối với Vân Xu lý do thoái thác cũng hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp, thật là giống như Vân Xu theo như lời như vậy, đây là trò chơi quy tắc, nàng chú định chính là bị từ bỏ cái kia, nàng thiếu không phải bên, chỉ là thiếu một cái tốt ra, thật, tốt số phận, nếu là nàng cũng có thể đủ như là Vân Xu như vậy, từ hầu môn thiên kim vị trí thượng ra tới lúc sau quay đầu lại có thể ngồi, trên ngự sử trong phủ thiên kim, như vậy chính mình. Cũng liền sẽ không như vậy bị người xem nhẹ cũng sẽ không như vậy, bị người vứt bỏ không phải, hận chỉ hận cái này số phận, nàng vô lực đối kháng như thế gọi người bất công vận mệnh thôi. Hảo, ngươi có điều kiện gì? Cầm Khanh hỏi Vân Xu, trước mắt nữ nhân này không phải Lâm Tử Tin.
Nếu là Lâm, Từ Tin nói có lẽ chính mình còn có thể đủ tưởng điểm biện pháp từ hắn, trên người vớt điểm chỗ tốt tới, nhưng Vân Xu nữ nhân này chút tâm tư này ở nàng trên người đó là, nửa điểm cũng không cần suy nghĩ, vẫn là thành thành thật thật mà cùng nàng bắt đầu nói chuyện điều kiện tới hảo. Thừa dịp nàng còn nguyện ý cùng chính mình nói thời điểm tổng phải, vì chính mình nhiều mưu hoa một chút, nếu bằng không giống như nàng theo như lời Lâm Từ Tin phục trong cung ra tới lúc, sau hàng đầu xử lý chính là chính mình, cuối cùng rơi vào một cái đuổi ra khỏi nhà hoàn cảnh cũng là, nàng sợ không muốn nhìn thấy. Nói cho ta, Tiền Hạ Lan phía sau chủ tử rốt cuộc là ai? Vân Xu đối với Cầm Khanh nói, Cầm Khanh như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Xu, muốn hỏi lại là như vậy một vấn đề. Nàng đang nghe đến Vân Xu nói ra như vậy một cúc hoa tới thời điểm, nàng sắc mặt nổi bật biến đổi, thậm chí còn có vài phần sợ hãi chi sắc, không, chỉ có cái này không thể. Cầm Khanh nhìn Vân Xu, nàng có thể rời đi chủ tử, nhưng là tuyệt đối không thể phản bội chủ tử, nếu làm chủ tử biết là chính mình phản bội hắn nói, kia nàng tuyệt đối sẽ không có tánh mạng có thể tồn tại, chủ tử cũng là sẽ không bỏ qua nàng, bên đều có thể, chỉ có cái này không thể. Cầm Khanh sắc mặt bên trong cơ hồ nhưng xem như tái nhợt không có chút máu, không nói đến chủ tử là như thế nào tính tình người, đừng nói ta căn bản liền không có gặp qua chủ tử mặt, mặc dù là gặp được ta cũng không có khả năng nói cho ngươi chủ tử sự tình. Cầm Khanh tuy là gặp qua chủ tử, nhưng không có gặp qua chủ tử mặt, phía trước thời điểm Tiền Hạ Lan đem nàng hiến cho chủ tử thời điểm, nàng chứng kiến đến thời điểm cũng là kia hắc ám ám. Cũng không có thấy rõ ràng quá chủ tử sinh rốt cuộc là như thế nào bộ dáng, nhưng chỉ là xem kia thân hình còn có kia nói chuyện thanh âm, nàng cũng biết chủ tử là cái tuổi trẻ tuấn tú, hơn nữa Tiền Hạ Lan như vậy hoành người. Ở chủ tử trước mặt cũng là một bộ thập phần ngoan ngoãn bộ dáng, nghĩ đến này thân phận địa vị cũng là cực kỳ cao quý vô cùng, nàng không có gặp qua chủ tử mặt, nhưng kia hơi có vài phần thấm lạnh thanh âm với nàng tới nói lại như là tuyên khắc vào trong xương cốt đầu giống nhau, như thế nào cũng không thể đủ quên mất, chỉ cần vừa nghe là có thể đủ nghe xong ra tới. Vân Xu thực rõ ràng chính là không tin Cầm Khanh theo như lời nói, chẳng lẽ ngươi liền thật sự một chút cũng không có gặp qua ngươi chủ tử sau lưng sao? Có lẽ ngươi là không có gặp qua ngươi kia chủ tử mặt, nhưng ngươi xác định ngươi thật sự một chút đều không có tiếp xúc đến quá, nếu là thật sự nửa điểm cũng không có tiếp xúc đến quá. Lại sao có thể sẽ nói ra loại này lời nói tới, chỉ sợ vẫn là có vài phần quen biết đi, liền tính, là thật sự không có nhìn thấy quá nàng lại sao có thể sẽ có như vậy phản ứng, liền tính thật là không có nhìn đến mặt tốt xấu cũng là nghe được quá thanh, âm, chỉ cần là có vài phần tiếp xúc rốt cuộc, cũng vẫn là có thể nói ra cái nguyên cơ tới, nàng nơi nào có thể không biết nàng về điểm này tâm tư, ngươi là cảm thấy ngươi nói lúc sau. Chỉ sợ sau lưng người là sẽ không bỏ qua ngươi có phải hay không, ngươi biết rõ dưới loại tình huống này còn muốn hỏi, ngươi là muốn đem tánh mạng của ta chí chi không màng có phải hay không, nếu là ngươi nói, ngươi sẽ bỏ qua một cái phản bội người của ngươi, chính ngươi đều làm không được sự, tình vì cái gì còn muốn người khác đi làm được. Cầm Khanh cơ hồ là có vài phần điên cuồng mà đối với Vân Xu chất vấn, liền Vân Xu người như vậy đều là hoàn toàn làm không được cái loại này đặt mặc kệ. Như vậy chủ tử đâu, chỉ cần chính mình nói ra điểm không ổn sự tình tới, đến lúc đó chỉ sợ chính mình tánh mạng có thể, hay không giữ được vẫn là một vấn đề đâu, chẳng sợ hiện tại Vân Xu nói như vậy, dễ nghe sẽ giúp đỡ nàng một phen sẽ cho bạc bảo nàng tánh mạng một loại, nhưng, qua cầu rút ván sự tình nàng có thể thấy được đến nhiều, nói nữa, này bạc tuy hảo cũng đến xem có hay không tánh mạng lấy, cũng phải nhìn chính mình có hay không tánh mạng đi hoa mới thành. Hơn nữa này hứa hẹn vừa nói căn bản lại không thể tin, liền dựa vào Vân Xu năng lực, chuyện này là nàng nói có thể gánh vác khởi là có thể đủ gánh vác khởi, ngươi thật sự là có vài phần năng lực, tấn vương là ngươi giúp đỡ, công chúa cũng là sẽ che chở ngươi, cho dù là bệ hạ cũng vẫn là xem trọng ngươi vài phần, ngươi hiện tại trên tay bạc cũng là kiếm lời không ít, cần gì phải là làm ra bực này tự quật căn bản sự tình tới, ngươi hảo hảo mà kiếm ngươi tiền. Tiền Hạ Lan cũng hảo chủ tử cũng hảo mặc dù là làm như vậy nhiều sự tình, cũng ngại không đến ngươi kiếm bạc không phải, cần gì phải là đem người cấp đuổi tận giết tuyệt, như vậy với ngươi tới nói cũng không có gì chỗ tốt. Nói nữa, này mượn tiền bên trong nguyên bản thủy liền thâm thật sự, nói câu khó nghe,
điểm nói, Tiền Hạ Lan có hôm nay như vậy làm hắn phía dưới những cái đó, ám tuyên cũng không ít, chỉ sợ ngươi động hắn lúc sau cũng là sẽ rút dây động rừng, ngươi cảm thấy làm như vậy, đáng giá sao? Cầm Khanh là hoàn toàn không hiểu Vân Xu cách làm, nàng cảm thấy Vân Xu như vậy làm xong toàn chính là ở chặt đứt chính mình đường lui, trên đời này thương hộ hoặc nhiều hoặc ít đều là ở làm loại chuyện này, như thế nào người trong thiên hạ cũng chưa sự tình gì lại vẫn là cố tình, muốn đem này hết thảy đều chỉnh lý ở Tiền Hạ Lan trên người. Nói nữa, Tiền Hạ Lan nhiều năm như vậy xuống dưới, trong triều đại thần nói là không có chiếm hắn nhỏ tí tẹo chỗ tốt, cũng là không thể đủ làm ra như vậy động tĩnh tới, nàng muốn động hắn, những cái đó hàng năm cầm chỗ tốt người có thể đáp ứng, nàng hiện tại nhật tử quá lại hảo cũng vô dụng, đến lúc đó này những các đại thần cấp thêm một ngạt cũng đã cũng đủ chịu được, nói nữa nam nhân sủng ái có thể đến bao lâu, thả nhìn xem nàng hiện tại như vậy không phải đã là tiền lệ ở sao, có một số việc, hiện tại xem ra có lẽ là không đáng, nhưng từ lâu dài góc độ tới lời nói. Rốt cuộc cũng vẫn là có vài phần chỗ đáng khen, Vân Xu nói, chính là bởi vì hiện tại triều đình đã trầm kha lâu lắm, hiện giờ trừ bỏ này cử hiếu liêm một đường ngoại còn có khoa cử khảo thí, nhưng trên quan trường thử dùng cũng vẫn là cử hiếu liêm nhiều, khoa cử đi lên nhà nghèo đệ tử thật sự là quá ít, mà những cái đó hiếu liêm bên trong người lại có mấy cái là thật sự có thực học, hiện tại trên triều đình phần lớn vẫn là xuất thân thế gia, căn thâm hệ quả. Nhìn Tiền Hạ Lan là cho những cái đó người thượng cống không ít chỗ tốt, nhưng trên thực tế đâu, những người này cũng liền cùng Tiền Hạ Lan một lưu đứng ở một cái đường bộ thượng, muốn được đến chỗ tốt tự nhiên mà cũng liền cho những người này chỗ tốt, đến lúc đó kia nơi nào còn có cái gì chế độ đáng nói, Tiền Hạ Lan bất quá, chính là những người này bên trong làm xem như tương đối xuất đầu một người, quyền hạn lại là ở Ung Đô bên trong, cho nên đây mới là Vân Xu muốn động thủ mục đích. Luôn là muốn đem trên triều đình về điểm này u ác tính cấp nhổ điểm, giết gà dọa khỉ cũng là một loại phương thức, cho nên Tiền Hạ Lan người này là không thể không trừ, hắn phía sau người cũng không thể không đào, Vân Xu chính là nghĩ như vậy, cho nên đối với Tiền Hạ Lan người này nàng cũng là không thể chịu đựng. Đi xuống A, hiện giờ Nguyên Hy Đế tồn tại ít nhất còn làm trên triều đình cục diện, ở vào một loại thực vi diệu tồn tại, nhưng một khi Nguyên Hy Đế đi, cục diện này liền có vẻ có chút không hảo khống chế, đương nhiên, loại người này tồn tại cũng là đối chiêu thương cục sở tồn tại lo lắng âm thầm, chiêu thương cục sớm muộn gì là phải đối thượng những người này, như vậy chi bằng từ hiện tại liền bắt đầu cân nhắc thấu triệt một ít, có thể giải quyết nhiều ít là nhiều ít, ngươi, hiện tại nói loại này lời nói cũng không có gì dùng, ngươi nói ở ta vào ngươi cái này, tiểu lâu đến bây giờ ngươi chủ tử có thể hay không đã thu được tiếng gió. Ngươi cảm thấy ta ở chỗ này ngồi lâu như vậy, hắn có thể hay không cho rằng ngươi đã phản bội hắn, nói một ít không nên lời nói. Vân Xu nói làm Cầm Khanh sắc mặt càng thêm khó coi, nàng hiện tại lúc này mới phát giác chính mình là thật sự bị Vân Xu cấp hung hăng hố một phen, ít nhất hiện tại nàng đã là bất đắc dĩ. Thượng Vân Xu tặc thuyền, muốn sớm biết rằng sẽ là cái dạng này tình huống, nàng vừa mới nói cái gì cũng sẽ không tha người tiến vào. Nàng này hoàn toàn là hố chết nàng, ngươi từ lúc bắt đầu cũng đã bắt đầu tính kế hảo, Cầm Khanh chỉ vào Vân Xu ngón tay đều là đang run rẩy, nàng như là cái con quay dường như bắt đầu chuyển vòng, cả người còn có vài phần toái toái niệm lên nói, ta xưa nay hiểu được ngươi là một cái tâm cơ thâm trầm thả xảo trá người, lại như thế nào cũng, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy thâm trầm xảo trá, không, là ta đại ý. Nguyên bản chính là cái người tới không có ý tốt ta lại còn làm ngươi vào cửa tới, hiện giờ nhưng hảo thật là nhảy xuống Hoàng Hà đều tẩy không rõ ràng lắm, Cầm Khanh cả người không ngừng toái niệm chứ, nàng có một loại dự cảm bất tường, cảm thấy chính mình định là đã xui xẻo về đến nhà, biết rõ cái này nha đầu là cái khôn khéo vô cùng người chính mình ở tay nàng thượng, cũng đã ăn qua mệt, lại như thế nào cũng không nhớ rõ điểm này còn đem nàng cấp thả tiến vào. Này không phải thuần túy muốn đem chính mình cấp hại chết không thành sao, ngươi hiện tại nhắc mãi cái này cũng không có gì ý tứ không phải, Vân Xu nhìn Cầm Khanh, nàng hôm nay tới là cái xuất kỳ bất ý, nguyên bản còn tưởng rằng Cầm Khanh nhiều ít còn có vài phần phòng bị tâm tính, nhưng nơi đó hiểu được thiệt tình là mang thai ngốc 3 năm, lại hoặc là mang theo vài phần muốn khoe ra tâm tính cứ như, vậy làm nàng thượng môn tới. Ngươi hiện tại ở chỗ này lải nhải những việc này cũng không có gì dùng,
xem canh giờ này, không sai biệt lắm Lâm Phò Mã cũng là phải về tới, có chút muốn nói nói tốt xấu cũng là hẳn là nói nói rõ ràng. Vân Xu lời này còn chưa thế nào nói xong, chỉ nghe thấy bên ngoài có bà tử ở bên kia nói một câu, nương tử, Phò Mã tới. Cầm Khanh đang nghe đến này một câu thời điểm, cũng không có dĩ vãng thời điểm kia vui vẻ cảm xúc, nàng trong lòng cũng là rõ. Ràng lúc này đây, Lâm Tử tin đến nơi đây tới không phải cùng nàng tới nói chuyện yêu đương, mà là vì cùng nàng phân biệt, trong lòng tuy là rõ ràng điểm này, nhưng này trong lòng rốt cuộc cũng không phải thập phần dễ chịu. Đối với Lâm Tử tin nàng không phải thật sự không có nửa điểm cảm tình, quả thật mà giống như là Vân Xu theo như lời như vậy, trò chơi này từ lúc bắt đầu liền chủ động xui xẻo người chỉ có nàng một người, mà thôi, nghĩ đến đây, Cầm Khanh đôi mắt cũng thoáng đỏ vài phần, hốc mắt bên trong cũng chứa đầy nước mắt. Lâm Tử tin mới vừa vào cửa liền nhìn thấy này, mỹ nhân hoa lê mang nước mắt nhu nhược động lòng người bộ dáng, hắn trong lòng mềm nhũn, liền muốn tiến lên đi an ủi, nhưng hắn này bước chân cũng liền vừa mới bước ra một bước mà thôi, chỉ nghe được sau lưng Tạ Hoài Ẩn lạnh lùng mà một tiếng ho khan, kia một tiếng ho khan lúc sau nhưng thật ra làm hắn lập tức dừng bước chân, đứng ở bên kia không dám trở lên trước, kia không đành lòng biểu tình cũng dần dần mà lạnh lên, một hồi lâu lúc sau mới vừa rồi khiến cho chính mình biểu tình chuyển biến thành lạnh nhạt bộ dáng. Ngươi đi đi, ngươi ta hôm nay duyên tận tại đây, Lâm Tử tin đối với Cầm Khanh nói, ta với ngươi cũng có thể xem như tận tình tận nghĩa, ta sẽ đem ngươi bán mình khế còn cho ngươi, từ đây lúc sau ngươi ta cầu tạm về kiều lộ đường về bãi. Cầm Khanh nghe Lâm Tử tin nói, nếu là không có phía trước Vân Xu đối với nàng theo như lời kia một phen lời nói, hiện tại nghe tới nhất định là muốn thần thương một phen, nhưng hiện tại đảo cũng có một loại quả thực như thế cảm giác, nghĩ đến cũng đó là không có như vậy đau lòng. Nô đã biết, kỳ thật nô đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, có thể ở Phò Mã bên người ngây ngốc như vậy một đoạn thời gian, cũng có thể xem như nô chuyện may mắn, sau này cũng hy vọng Phò Mã có thể hài lòng như ý. Cầm Khanh nói chuyện thời điểm kia biểu tình là càng thêm buồn rầu, một bộ, ta sớm biết như thế bộ dáng, kia bộ dáng càng thêm gọi người không đành lòng, nếu không phải hiện tại phía sau có Tạ Hoài Ẩn cùng Tạ Hoài Uẩn hai người ở, nhìn đến Cầm Khanh cái dạng này Lâm Tử tin đã sớm đã đem Cầm Khanh, một phen ủng trong ngực chung nơi nào còn có thể đủ quản được như vậy nhiều, thế nhân đều đến mỹ nhân hương anh hùng trùng, đừng nói là anh hùng chẳng sợ không phải anh hùng đang xem, đến như vậy bộ dáng mỹ nhân thời điểm đều khó có thể làm ra như vậy. Quyết tuyệt sự tới. Lâm Tử tin cắn răng nói, ngươi thả thu thập đồ vật đi thôi, những cái đó ngươi dùng đồ vật liền hết thảy mang đi đi. Lâm Tử tin này cũng có thể xem như ở bồi thường Cầm Khanh, hắn cấp Cầm Khanh mua không ít đồ vật, đồ trang sức một loại kia đều là một cháp, tuy là không thể cho nàng bạc, nhưng này những trang sức cũng có thể không cần những cái đó bạc thiếu. Cầm Khanh biết chính mình lưu không được, hiện tại cũng chỉ nghĩ cấp chính mình mưu một cái đường ra, cho nên nghe được Lâm Tử tin nói như vậy thời điểm, nàng cũng không kháng cự cái gì, cũng đó là thu thập chính mình đồ vật đi. Tạ Hoài Ẩn thấy Cầm Khanh xoay người liền đi, hắn nói, Lâm Phò Mã cũng có thể xem như người tốt, phút cuối cùng cũng đó là cho người như vậy hảo rơi xuống. Lâm Tử tin nghe được Tạ Hoài Ẩn như vậy, lại không thấy hắn ngăn cản, nghĩ đến cũng là không phản đối chuyện này, liền thấp giọng nói một câu, luôn là phải cho người một con đường sống không phải, rốt cuộc là cái nữ tử, cũng là, không thể đem người đưa về đến bách hoa lâu bên trong, cũng đến cấp một cái đường sống. Tạ Hoài Ẩn nói một câu, dương mắt nhìn về phía Tạ Hoài Uẩn nói, ta liền nói Lâm Phò Mã nhất quán là cái đau lòng mỹ nhân người, quả thực như thế đi cửu ca. Tạ Hoài Ẩn, ân một tiếng, hắn thanh âm nhẹ nhàng, cũng chính là như vậy một tiếng ân, nhưng thật ra khiến cho nguyên bản phải đi tiến nội đường bên trong Cầm Khanh hơi hơi ngừng một chút bước chân, nhưng thực mau mà lại hướng tới nội đường mà đi. Vân Xu nhìn Cầm Khanh phương hướng, nàng nói, cũng thật là cái đáng thương người, chỉ tiếc gặp sai người, đến lúc đó cấp chút bạc đưa đến nơi khác cũng hảo, miễn cho lại nhập phong trần. Tạ Hoài Ẩn câu môi cười nói, tất nhiên là y ngươi lời nói. Cầm Khanh kia tạm dừng cũng bất quá chính là một cái chớp mắt thôi, nàng thực mau mà vào nội đường, ra tới thời điểm cầm trên tay một cái tiểu tay nải, như vậy cũng không giống như là rất lớn, hơn nữa tốc độ này, nói vậy cũng chính là từ bên trong trang điểm đồ trang sức mang đi, như vậy đảo cũng thật là có vài phần cô đơn hình bóng.
Tạ Hoài Ẩn thấy Cầm Khanh cũng còn tính nghe lời, hắn duỗi tay vỗ vỗ Lâm Tử Tin bả vai nói, ta liền đem người mang đi. Lâm Tử Tin tất nhiên là không dám nói một cái không tự, việc đã đến nước này, hắn mặc dù nói cái gì cũng đều là hoàn toàn vô dụng, đành phải là nửa mắt cũng không đi xem hiện giờ Cầm Khanh, bối qua thân. Vân Xu cũng đứng lên, theo Tạ Hoài Ẩn cùng Tạ Hoài Uẩn hai người ra cửa, này một đường đi thời điểm còn vừa nói lời nói, ngươi đem người mang theo ra tới, ngươi đây là tính toán đem người an trí ở nơi nào? Tạ Hoài Uẩn đang hỏi Tạ Hoài Ẩn, ánh mắt lại hướng tới đi ở cuối cùng Cầm Khanh nhìn thoáng qua, ánh mắt kia có vài phần sắc bén, cả kinh Cầm Khanh lập tức sau này càng rụt một ít trở về, kia trên mặt cũng toàn sợ hãi chi sắc, xem cẩn thận càng có thể. Nhìn thấy hoàn toàn ở ánh mắt của nàng né tránh hoàn toàn kinh hoàng vô cùng, nửa điểm cũng không dám hướng tới đằng trước nhìn lại. Vân Xu cũng là đem Cầm Khanh bộ dáng xem ở chính mình trong mắt, nàng bất động thanh sắc mà đi tới, nghe đằng trước Tạ Hoài Ẩn cùng Tạ Hoài Uẩn chi gian nói chuyện với nhau, này còn có thể an trí ở nơi nào, tổng không thể như là Lâm Phò Mã giống nhau mà lộng cái tiểu lâu tới an trí đi, không nói đến ta hiện giờ trên tay không có như vậy nhiều. Bạc tới mua tiểu lâu, hơn nữa này thật là muốn làm như vậy lúc sau người khác còn không được cho rằng, ta là đang làm gì nói không chừng còn cảm thấy ta đây là, ở kim chứa chấp kiều đâu, ta nhưng không có lớn như vậy can đảm làm ra loại chuyện này tới. Tạ Hoài Ẩn nhún vai nói, cũng liền trước an trí ở trong phủ một cái yên lặng trong một góc đầu, cũng đến xem người này hợp tác vẫn là không hợp tác, chờ đến hỏi ra điểm đồ vật tới lúc sau tất nhiên là sẽ đem người tiễn đi, tạ. Hoài Uẩn nghe được Tạ Hoài Ẩn nói như vậy, hắn cười nói, vậy ngươi đem người an trí ở chính mình trong phủ sẽ không sợ người khác nói thêm cái gì? Sợ cái gì? Ta này thân chính không sợ bóng tà chẳng lẽ còn sợ cái này không thành? Tạ Hoài Ẩn cười nói nữa, ta này đều đem nói ở chỗ này, người khác hiểu lầm không hiểu lầm cùng ta có cái gì quan hệ, mấu chốt chính là Su Nhi không hiểu lầm liền thành. Tạ Hoài Ẩn ở trong lòng còn suy một tiếng, Châu Ngọc ở trước hắn thế, nào cũng không thể đủ coi trọng Cầm Khanh người như vậy không phải. Tạ Hoài Ẩn cũng chỉ là cười cười, từ lúc trước Phụ Hoàng nói tuyên bố Vân Xu sẽ là sau này Hoàng hậu lúc sau, toàn bộ vương thất bên trong cảm giác đều đã là có vài phần vi diệu, cơ hồ không có người dám ở hiện tại lúc này đánh Vân Xu chủ ý. Phụ Hoàng còn khỏe mạnh, ngươi đánh người chủ ý kia không phải đại biểu cho, là đối ngôi vị Hoàng đế có vài phần mơ ước, này đối với vì quân người tới nói cũng là không thể chịu đựng sự tình, nhưng hắn không biết Tạ Hoài Ẩn là thật sự không hiểu vẫn là hoàn toàn không để bụng, dưới tình huống như thế vẫn là đối Vân Xu biểu hiện ra tình nghĩa, càng làm cho Tạ Hoài Ẩn cảm thấy nhất không thể chịu đựng chính là, hắn thất tỷ hắn Phụ Hoàng đối mặt tình huống như vậy lại là thấy vậy vui mừng. Thậm chí chưa từng có nhiều tỏ vẻ cái gì, Tạ Hoài Uẩn có thể tưởng đến, xem ra này chữ quân chi vị thật lớn bộ phận khả năng vẫn là ở Tạ Hoài Ẩn, trên người. Trừ phi hắn là có thể phạm phải một cái trọng đại sai sự tới mới có thể, nhưng dựa theo hiện tại thế, hắn phải đợi bao lâu mới có thể chờ đến tiểu tử này phạm phải cái sai sự tới, liền Vân Xu như vậy tính tình người, có nàng ở bên cạnh nhìn, đại sai chỉ sợ là không có khả năng sẽ nhào đến ra tới. Đến nỗi kia không đau không ngứa tiểu sai, kia căn bản là không có gì hiệu quả, Tạ Hoài Uẩn cũng không nói nhiều cái gì, đảo cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là ra này tiểu. Lâu lúc sau liền cùng Tạ Hoài Ẩn bọn họ đường ai nấy đi, Tạ Hoài Ẩn lãnh người tới Tấn Vương Phủ, cũng không cho người an trí địa phương, chỉ là trước làm trong phủ người mang theo Cầm Khanh đi xuống, cũng bất an trí, quản gia cũng là cái hiểu chuyện. Hiểu được Tạ Hoài Ẩn tuy là mang theo cái nữ nhân trở về nhưng rốt cuộc, cũng sẽ không có như vậy tâm tư, huống chi vẫn là làm trò Liễu gia tiểu thư mặt mang theo người trở về, này lại sao có thể sẽ muốn thu người, chờ đến Cầm Khanh bị lãnh đi xuống lúc sau, Tạ Hoài Ẩn liền nhìn về phía Vân Xu nói, như thế nào? Tạ Hoài Ẩn biết Vân Xu nhất định là có điểm động tĩnh, cũng không biết nàng từ Cầm Khanh miệng bên trong hỏi ra điểm gì tới, đừng nói nữa. Người nọ miệng nhưng khẩn thực, từ miệng nàng bên trong đào ra điểm tin tức tới, kia cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, Vân Xu vừa nói ở một bên ngồi xuống, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có một đinh điểm mặt mày, Tạ Hoài Ẩn nguyên bản, cũng làm hảo sự tình gì đều hỏi không ra tới chuẩn bị, này Cầm Khanh tuy là từ bên trong ra tới, này có điểm mặt mày đó là không còn gì tốt hơn, nếu là nửa điểm mặt mày cũng không có,
này cũng coi như là một kiện bình thường sự tình, suy nghĩ cũng bất quá chính là một cái may mắn thôi, nếu là không có như vậy một cái may mắn kia cũng không có cách nào không phải. Sở hữu đang nghe Vân Xu nửa câu đầu thời điểm, Tạ Hoài Ẩn không khỏi mà vẫn là có vài phần thất vọng, nhưng nghe đến Vân Xu này nửa câu sau thời điểm, hắn lại có vài phần ngoài ý muốn, nói như thế nào, ta đánh giá Cầm Khanh vẫn là biết này chủ tử sau lưng là của ai, nhưng hẳn là không có nhìn thấy người, lại hoặc là có tiếp xúc quá lại không khắc sâu, dựa vào người nọ như vậy, nhiều năm xuống dưới không có khả năng không có nửa điểm phòng bị tâm tính. Cầm Khanh tuy là Bách Hoa Lâu đầu bảng, nhưng cũng không phải nhân thân biên nhất thân cận thân tín, cho nên nàng nói nàng không rõ, ràng lắm này đói một chút cũng là có dấu vết để lại. Vân Xu nói, nhưng ngươi có hay không phát hiện, vừa mới Tề Vương cùng chúng ta cùng xuất hiện thời điểm, đương Tề Vương mở miệng nói chuyện khi, Cầm Khanh ánh mắt rõ ràng là sợ hãi thần sắc, ta tưởng này trong đó nhiều ít cũng vẫn là có vài phần manh mối. Vân Xu vừa mới nhưng xem như xem cẩn thận thực. Ở Tạ Hoài Ẩn mở miệng nói chuyện thời điểm, Cầm Khanh biết rõ hiện tại vận mệnh của nàng nhưng xem như đã nằm giữ ở Tạ Hoài Ẩn trên tay, nhưng nàng không có lấy lòng cũng không có sợ hãi, lại đang nghe đến Tạ Hoài Ẩn mở miệng thời điểm kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức khắc như vậy sợ hãi vô cùng, lúc ấy nàng bộ dáng Vân Xu cũng là xem đến cẩn thận, quả quyết không có nhìn lầm thời điểm, cho nên nàng tin tưởng Cầm Khanh chỉ sợ là cùng Tạ Hoài Ẩn có vài phần tiếp xúc. Cửu ca, ngươi là nói này trong đó khả năng sẽ có cùng hắn tương quan, Tạ Hoài Ẩn mấy năm nay bên trong cũng là cảm thấy, chính mình cái này cửu ca là có chút không lớn đơn giản, đặc biệt là ở khu vực săn bắn lúc sau, khu vực săn bắn là bọn họ một ít người vây săn địa phương, mặc dù là có manh thú, nhưng cũng không đến mức là lập tức liền xuất hiện hai chỉ manh thú, hơn nữa sau lại điều tra ra tới lúc sau. Tạ Hoài An người như vậy lại là vẫn luôn ở dùng ngũ thạch tán loại này, nham hiểm đồ vật, chuyện này tuy là cùng Tạ Hoài Ẩn trích xả sạch sẽ, nhưng hắn cũng đi xem qua Tạ Hoài An, giam cầm còn. Không đến hai tháng, hắn đã hung hăng mà gầy một vòng hơn nữa cũng đã hoàn toàn không ra hình người, không có lúc trước khí phách hăng hái, toàn bộ Văn Suy suốt thực, cả ngày liền đắm chìm ở rượu bình bên trong, kia quỷ bộ dáng thiệt tình chỉ là hắn nhìn đều có chút không đành lòng. Liền tính không phải hắn chỉ sợ cũng là kém không xa. Vân Xu nói, nàng từ lúc bắt đầu liền đối Tạ Hoài Ẩn không có gì hảo cảm, hiện tại hắn người này càng thêm làm nàng cảm thấy có vài phần âm. Chắc chắc, nếu không phải tất yếu dưới tình huống, Vân Xu cũng thật sự là sẽ không muốn cùng người như vậy đánh giao tế. Nàng nhìn Tạ Hoài Ẩn kia biểu tình lúc sáng lúc tối, lại bồi thêm một câu, ngươi hiện tại náo loạn cũng không có gì dùng. Hiện tại này đó bất quá chính là chúng ta phỏng đoán mà thôi, lại không có gì chứng cứ rõ ràng tới nói chuyện này liền nhất định là hắn làm, là hiện tại cũng chỉ có thể trước cứ như vậy lại nói, một hồi ta đem Cầm Khanh mang đi. Tạ Hoài Ẩn nghĩ Vân Xu nói cũng thật là có vài phần đạo lý, hiện tại bọn họ cũng không có chứng cứ rõ ràng đi nói này Tiền Hạ Lan, phía sau người chính là Tạ Hoài Ẩn, chuyện này cũng chỉ có thể lại chờ đợi. Chờ đến bọn họ tra được một ít cái chứng cứ rõ ràng lúc sau mới, có thể nói chuyện, hiện tại liền tính nói cũng đều thành bắn tên không định, nhưng vừa nghe đến Vân Xu muốn đem Cầm Khanh mang đi, hắn lại nhíu nhíu mày, người nọ ngươi mang đi ngươi đó làm muốn an trí ở nơi nào, liễu gia chỉ sợ là an trí không đi xuống đi, thả ngẫm lại lúc trước Cầm Khanh về điểm này sự, nhà ngươi chung có thể lưu được, Tạ Hoài Ẩn cười nói. Tả hữu nhét ở ta nơi này ta cũng sẽ không đi nhìn nàng liếc mắt một cái, ra chướng mắt nàng, ngươi chớ có ngươi ghen tuông, Tạ Hoài Ẩn lời này nói nhẹ nhàng, nhưng kia một đôi mắt cũng là thẳng lăng lăng mà nhìn Vân Xu, trong lòng cũng có vài phần khoái ý, này ghen tuông hắn cũng là cao hứng khẩn, này ăn tàn nhẫn điểm, nháo đến toan đến cũng không có việc gì, càng làm ầm ĩ hắn càng vui mừng, chỉ cần là Vân Xu nháo ra tới hắn liền không có gì không vui, tưởng cái gì đâu. Liền gác ở ngươi nơi này người này có thể hay không có một cái mệnh cũng vẫn là, cái vấn đề đâu, Vân Xu hoành Tạ Hoài Ẩn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người này mỗi ngày không biết là suy nghĩ cái gì, ngươi nói ngươi đem người mang về vương phủ, có thể bảo đảm nửa điểm tin tức cũng không đi lộng, liễu gia ta khẳng định là, sẽ không mang về, đừng nói cha cùng ca ca để ý, mặc dù là không thèm để ý ta cũng không thể đem người hướng trong nhà đầu mang. Vân Xu biết Liễu Bác Ích là cái hảo tính nết, nàng thật muốn làm ra loại sự tình này tới chỉ sợ,
cũng sẽ không nói cái gì khó nghe nói, cũng sẽ không bãi cái gì sắc mặt, nhưng này trong lòng chỉ sợ cũng vẫn là có vài phần không thoải mái. Còn có Liễu Vân Hiên chỗ nào, năm đó về điểm này sự tình nháo ra tới, tuy nói hiện tại hắn đã cùng trước kia thời điểm không giống nhau, nhưng nhìn đến Cầm Khanh thời điểm trong lòng tưởng điểm cái gì chỉ sợ cũng khó nói, nàng đương nhiên sẽ không chính mình tìm không thoải mái đem người hướng trong nhà lãnh, này còn không muốn quá sống yên ổn nhật tử. Ngươi nơi này ta nhưng thật ra không sợ ngươi coi trọng người, ngươi nếu là coi trọng người kia cũng nhưng thật ra một chuyện tốt, cũng có thể xem như cho người ta tìm một cái hảo quy túc, nhưng ta sợ người này còn không có ở. Ngươi này trong vương phủ đầu che nhiệt đâu, sát khí liền tới rồi. Tạ Hoài Ẩn nghe được Vân Xu như vậy vừa nói, đó là chỉ thiên thề, mà tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có khả năng có về điểm này oai tâm tư, nhưng đối với Vân Xu theo như lời nói đảo cũng cảm thấy là có vài phần đạo lý. Hiện tại hắn kia cửu ca cùng Tiền Hạ Lan bên kia có vài phần thật không minh bạch, hôm nay cũng là rõ ràng chính mình đem người lãnh tới Tấn Vương trong phủ, đến lúc đó con thật có khả năng sẽ ra Vân Xu theo như lời sự tình tới, ta đây này trong phủ là không thể lưu, ngươi là tính toán đem người lấp đầy nơi nào? Tạ Hoài Ẩn hỏi, nghĩ nghĩ lúc sau nói, ngươi nên không phải là muốn đem người nhét vào ngoài thành vườn hoa chỗ nào đi, cũng chỉ có nơi đó có thể tắc cá nhân, bên kia thường ngày bên trong cũng không có bao nhiêu người ở, phòng ở cũng trống không thực, liền an trí ở đâu liền thành. Một hồi ta làm cẩm sắt cùng nàng thay đổi quần áo, làm bộ cẩm sắt cùng ta cùng nhau ra khỏi thành, ngươi làm người cấp cẩm sắt, lấy một thân quần áo thay đổi từ cửa sau trở về Liễu gia liền thành. Vân Xu dặn dò một câu nói, liền như vậy điểm việc nhỏ Tạ Hoài Ẩn đương nhiên đồng ý, hiện tại nghĩ đến lại cảm thấy Cầm Khanh người nọ thật sự là cái chuyện phiền toái nhi, sớm biết rằng sẽ như vậy phiền toái lúc trước nói cái gì, cũng không nên đồng ý chuyện này tới, nên làm thất tỷ chính mình đi lăn lộn. Nghi nghĩ lúc sau, hắn lại nhịn không được thở dài một hơi nói, Xu Nhi, ngươi nói người này đến lúc đó là muốn như thế nào xử trí, còn có thể thế nào, ngươi đi hỏi hỏi thất công chúa ý tứ, người này nếu là muốn lưu trữ, vậy tìm cái chỗ ngồi lưu trữ, nếu là không nghĩ lưu trữ, kia cũng đến sắp sửa xử lý sự tình cấp xử lý, tốt xấu cũng là đem người nguyên vẹn mà tiễn đi, này trong bụng đầu hài tử không thể lưu tổng cũng không thể đem người, cung cấp giết chết đi, ta là làm không được loại chuyện này, nói nữa cũng không phải cái gì đại sự, thật muốn quái cũng không thể quái đến nữ nhân trên đầu đi, nếu là này nam nhân cắn chết không có gì tâm tư làm ầm ĩ chết, cũng sẽ không làm ầm ĩ chuyện này tới, phải làm cái loại này thiếu đạo đức sự tình ta sẽ không làm, chẳng sợ ta là thật không thích người nọ cũng giống nhau. Vân Xu đối với Tạ Hoài Ẩn nói, loại này nham hiểm sự tình cũng ít làm hảo, ngươi hiểu được ta ý tứ đi. Vân Xu tự nhận không phải cái gì đại thiện người, năm đó đối đãi Dương gia, nàng cũng là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa tới, nhưng đối với Cầm Khanh thời điểm, người này nói trắng ra là cùng nàng thật đúng là không có gì quan hệ, thật muốn nàng làm ra điểm tâm tàn nhẫn sự tình tới nàng thật đúng là không thể làm được ra tới, dù sao Cầm Khanh cũng không xem như làm ra quá nhiều thương thiên hại lý sự tình tới, cũng không cần phải sửa trị quá mức, giống như là nàng theo như lời như vậy. Cùng Lâm Phò Mã chi gian về điểm này đánh giấm cũng thuộc về kẻ muốn, cho người muốn nhận, trách không được nàng tính kế cái gì, hiểu được, ta Xu Nhi A cũng chính là cái miệng tàn nhẫn, trên thực tế này trong lòng cũng có thể là mềm thực, không thể gặp loại này thương thiên hại lý sự tình. Ngươi thả yên tâm, này thương thiên hại lý sự tình ta cũng không tính toán làm, chờ ta hỏi một chút thất tỷ, đến lúc đó vẫn là cấp điểm bạc đem nàng tiễn đi tính. Đời này đừng hồi Ung Đô liền tính. Tạ Hoài Ẩn đối với giết chết Cầm Khanh chuyện này cũng không có gì hứng thú, này có thể không dính huyết tinh sự tình tận lực không dính thượng, hắn cũng không thích làm loại chuyện này, cho nên nghe được Vân Xu nói như vậy thời điểm cũng không có gì ngoài ý muốn, ta xem thất tỷ đối người này cũng không phải như vậy để bụng, ngươi xem xử lý là được, thất tỷ bên kia cũng không có gì sẽ dầm gì chuyện này, liền tính là thật sự làm không được nàng tâm tư. Chúng ta đến lúc đó cũng có chuyện nói, ai làm loại này xui xẻo sự tình, đều đẩy đến chúng ta trên tay đâu, muốn trách cũng không có cách, ai kêu sự tình không qua tay nàng đâu, cửu muội bên kia căn bản liền không cần đề, hiện tại nàng lời nói để yêu cầu chúng ta nhưng đều thỏa mãn, nàng nếu là, còn dám lại nhảy dài dòng xem lần sau còn đáp không giúp đỡ giúp nàng một hồi,
lại nháo lên ta xem cũng liền dứt khoát hòa ly thân cận, đừng nói liền cửu muội cái kia tính tình, ta còn cảm thấy ủy khuất Lâm Từ Tin, đáng tiếc chính là mệt nhà mình huynh đệ, tỷ muội tình cảm khó mà nói thôi. Tạ Hoài Ẩn đối Tạ Cẩn Anh là nhất quán không thế nào thích, bị quán đến kia kêu một cái kiêu căng, liền kia tính nết hắn nhìn đều có điểm vì Lâm Từ Tin đáng thương, này nếu không phải nhà mình muội tử, đổi thành người khác ra chỉ sợ còn không được bị hưu trở về, cũng không đến nói cái gì nói. Sự tình đến nơi này cũng có thể xem như đến một đoạn rơi xuống, chúng ta cũng không đi để ý tới, dù sao để ý tới hảo người khác cũng không thấy đến. Niệm chúng ta hảo, bất quá chỉ cần ngươi này hơi chút làm có chút không đối kia, nhưng đều là chúng ta sai, loại này tốn công vô ích sự tình làm một lần cũng liền không sai biệt lắm, làm nhiều vậy bị người coi như coi tiền như rác không phải. Tạ Hoài Ẩn hừ một hừ, thanh âm bên trong không lắm niềm vui, lúc này đây nếu không phải Tạ Cẩn Họa mở miệng, chỉ sợ hắn đã sớm đã chính mình phiết sạch sẽ, nơi nào còn sẽ nghĩ đi hỗ trợ gì đó. Chính mình nơi này sự tình vội đều còn lo, liệu không hết quá nhiều việc đâu, nào có cái gì thời gian đi quản những cái đó sự tình, ngươi đem người đưa đi lúc sau nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, chúng ta vẫn là tiếp theo vội chiêu thương cục sự tình, không phải lưu cầu sứ thần muốn tới nói này những hợp tác sự tình sao, có rất nhiều sự tình đủ chúng ta bận việc. Tạ Hoài Ẩn nói, hắn đối về điểm này sự tình không thế nào để bụng. Nhưng là hiện tại đối với chiêu thương cục sự tình hắn chính là thập phần để bụng, dù sao cũng là an cư lạc nghiệp chi căn bản, nơi nào có thể dung đến hắn không để bụng tư. Nói đến lưu cầu sứ thần, Vân Xu hứng thú nhiều ít liền có vẻ không có Tạ Hoài Ẩn như vậy ngẩng cao hứng thú, nhưng cũng không nghi đả kích Tạ Hoài Ẩn tính tích cực. Ân, đến lúc đó đồng nghiệp nói thời điểm thả tiểu tâm một ít. Vân Xu đối với lưu cầu ấn tượng không phải đặc biệt hảo, bất quá đưa tới cửa tới sinh ý nàng cũng không nghĩ từ bỏ, nhưng cũng đến xem người thành ý mới. Là, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi, việc này nếu là ngươi không ở, đến lúc đó bị người hố ta không phát hiện này nhiều khó coi, hiện tại đám kia ra hỏa từng bước đều, đang chờ bắt ngươi chúng ta nhược điểm đâu, thật muốn bị bắt được, kia nhưng đến xui xẻo đã chết. Tạ Hoài Ẩn nói, hắn đối này nói sinh ý sự tình nguyên bản liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ cần là có Vân Xu bồi nói hắn liền cao hứng thực, nói nữa, nói sinh ý loại chuyện này nhất am, hiểu cũng vẫn là Vân Xu, hắn thiệt tình không am hiểu, chi bằng qua đi cấp Vân Xu căng cái trường hợp liền hảo, này sau này chẳng lẽ cũng là muốn ta cho ngươi đi nói loại chuyện này không thành, đến lúc đó thả trước thương lượng đem chúng ta nơi này điều kiện cấp định ra, đến lúc đó đắn đo chúng ta điều kiện cùng người nói thôi, nói thời điểm trên dưới chừa chút đường sống không phải thành. Việc này sớm muộn gì cũng đều vẫn là đến ngươi đi làm. Vân Xu nói, ta hiện tại tuy nói là ở giúp đỡ chiêu này thương cục đi, nhưng nói đến cùng cũng vẫn là có vài phần danh không chính ngôn không thuận, chỉ là hiện tại chiêu thương cục nơi trốn đều là một cái vỏ rỗng thôi, cho nên lúc này mới không có chiêu thượng nhân làm ầm ĩ, nhưng chờ thêm 2 năm lúc sau sớm muộn gì vẫn là sẽ có người làm ầm ĩ, ta cũng không có khả năng vẫn luôn ở chiêu thương cục giúp đỡ không phải. Đến lúc đó nếu không chính là đem sự tình giao thác cho ngươi thuộc hạ những cái đó có thể tin cậy người, chính mình đến lúc đó nhặt cường điệu điểm tới xử lý liền thành, tổng không thể cái gì đều làm chính mình đi xử lý, này còn không được mệt chết cá nhân. Tạ Hoài Ẩn nghe chính là gật đầu như đảo tỏi, hiện tại này không ít như ngươi nói vậy, chiêu thương cục vẫn là một cái vỏ rỗng sao, cho nên chúng ta muốn tự tay làm lấy, tự tay làm lấy. Hắn cũng biết liền đám kia lão đông tây nhiệu tính, chỉ sợ cũng sẽ không làm cho bọn họ thoải mái lâu lắm, cho nên, thừa dịp hiện tại còn có thể đủ cùng Vân Xu, ở vào cùng nhau thời điểm tự nhiên là muốn tận lực đều phải ở vào cùng nhau, nếu không đến lúc đó, liền tính là chính mình muốn làm như vậy kia cũng là không có lấy cớ, Cầm Khanh cũng không có ở Tấn Vương trong phủ trì hoãn lâu lắm, làm Cầm Sắt cùng Cầm Khanh thay đổi quần áo lúc sau liền mang theo Cầm Khanh, đi ngoài thành Sơn Trang. Ở ngoài thành Sơn Trang qua một đêm lúc sau vừa mới trở về, đến nỗi này Cầm Khanh nàng cũng đó là an. Bài ở Sơn Trang thượng, Cầm Khanh người này cũng là cái cương cường, hiểu được chính mình hiện tại cũng đã không có bên lựa chọn, này sáng sớm tinh mơ liền thảo một bộ phá thai dược tề, chính mình thân thủ trên lúc sau đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, mà liền đem kia chén thuốc cấp uống lên đi xuống. Nàng làm như vậy tuyệt quyết, Vân Xu nhưng thật ra có vài phần ngoài ý muốn.
cũng vẫn là chiêu trong sơn trang đầu hai cái thành thật bổn phận khẩu phong khẩn người cập coi. Trừng lên, cũng đáp ứng chờ đến nàng dưỡng hảo thân mình lúc sau liền đưa nàng đi, chờ đến Vân Xu trở lại Ung Đô, trong thành lúc sau này đầu một việc nghe nói chính là Tấn Vương, trong phủ gặp gỡ thích khách sự tình, bên ngoài kia đồn đãi là truyền thập phần sinh động như thật, cơ hồ là, chỉ kém không có trình diễn một cái toàn vai võ phụ làm cho người mặt biểu thị một hồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vân Xu mới vừa trở về Liễu gia thay đổi một thân quần áo, Tạ Hoài Ẩn cũng đã tới cửa tới bái phòng, kia nguyên bản luôn là, mang theo vài phần cợt nhả biểu tình hiện tại cũng đã bị Thanh Hắc Sở thay thế, còn không đợi Vân Xu mở miệng dò hỏi, Tạ Hoài Ẩn chính mình trước đã mở miệng lên, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, Tạ Hoài Ẩn cả giận nói, còn quả thật là bị ngươi nói trúng rồi, nếu là đêm qua người còn ở ta Tấn Vương, trong phủ chỉ sợ này một cái tánh mạng là hoàn toàn không có, cũng mất công Xu Nhi ngươi sớm chút có phòng. Bị chi tâm, đem người cấp đi trước mang đi, Vân Xu nhìn Tạ Hoài Ẩn như vậy tức giận bộ dáng, nàng khuyên cũng không phải không khuyên cũng không phải, hiện tại nói cái gì cũng không có gì dùng không phải, hơn nữa cửu ca hôm nay sáng sớm, còn làm bộ không có việc gì người giống nhau tới dò hỏi ta hôm qua Tấn Vương, trong phủ gặp gỡ thích khách có hay không bị thương một loại có hay không bị người thực hiện, được gì đó, hắn này nơi nào là tính toán tới hỏi ta có phải hay không. Mạnh khỏe, bất quá chính là nghĩ đến dò hỏi tin tức thôi, chỉ là nhìn hắn kia một khuôn mặt ta đều rất muốn trực tiếp một quyền tấu đi xuống. Tạ Hoài Ẩn nói, hắn nhìn kia, mang theo vài phần ý cười mặt thời điểm đặc biệt tưởng trực tiếp một quyền huy đi, lên, cho hắn tới một cái đầy trời nở hoa. Vậy ngươi tấu không? Vân Xu nghe Tạ Hoài Ẩn nói, cũng nhịn không được hỏi, thả xem hắn hiện tại ở chính mình trước mặt làm ầm ý như vậy lợi hại, nhưng chỉ sợ làm trò người mặt cũng không có bắt người như thế nào đi. Tạ Hoài Ẩn nghe được Vân Xu hỏi như vậy thời điểm, hắn biểu tình bên trong cũng có vài phần đê mê, chẳng sợ hắn là biết chính mình cái này huynh trưởng ý đồ, lại cũng vẫn là không thể đem hắn cấp thế nào không phải, tâu cũng không tế với sự, hắn nếu dám lên tiền đến dò hỏi chuyện này nghĩ đến hẳn là, không thôi kinh là làm tốt chuẩn bị, ít nhất là làm chính mình bỏ đi sạch sẽ. Bị Vân Xu như vậy vừa hỏi lúc sau, Tạ Hoài Ẩn cũng liền cảm thấy cũng không giống vừa mới như vậy sinh khí, dù sao sinh khí cũng là không thay đổi được gì, hắn cầm trên bàn ôn nước trà lấy cái ly cấp chính mình đổ một ly ục ục nói nhiều, mà uống lên cái sạch sẽ lúc sau lúc này, mới cảm thấy chính mình yết hầu bên trong ngạnh một hơi đè ép đi xuống, hắn ở trên sofa tùy ý mà ngồi xuống nói, tính, sinh cái này khí cũng không có gì đạo lý, mặc dù là khí đâu rốt cuộc cũng vẫn là không có gì chứng cứ rõ ràng nói chuyện, cùng hắn chí khí cũng không có ý tứ, chẳng sợ ta hiện tại chỉ trích với hắn, hắn cũng có thể đủ phiết đến sạch sẽ, đến lúc đó cũng đó là có thể nói là, ta lãnh người trở về Tấn Vương phủ sự tình hắn tuy là biết đến, nhưng nhìn đến ta lãnh người, hơn nữa trong phủ hạ nhân miệng không nghiêm cẩn một loại nói như vậy, cũng đều là có thể bị hắn lấy đảm đương lấy cớ, tính đến tính đi cũng đều là có lấy cớ ở, chi bằng khiến cho hắn trước cứ như vậy đi, sớm muộn gì cũng đều có thể bắt được điểm cái gì. Tới, hắn càng nói chính mình đáy lòng bên trong về điểm này oán khí cũng càng thêm tiêu tán, đêm qua trong vương phủ đầu cũng thật là có vài phần phòng bị, chỉ là những cái đó, tới người xa so với hắn suy nghĩ bên trong muốn tới hung ác nhiều, xem kia trận trượng tưởng, cũng biết hẳn là không có tính toán để lại cái kia người sống cho hắn, nếu ngươi đều đã biết, kia cùng ta tới nói cái này cũng không có gì ý tứ, hiện tại tranh này một hơi cũng không có gì ý tứ vẫn là trước. Đem trên tay sự tình đi an trí thỏa đáng tới tốt một chút, chờ tới tay thượng đắn đo thượng chứng cứ lúc sau đang nói chuyện cũng không muộn, Vân Xu nhàn nhạt địa đạo một câu, ta này không phải trong lòng bực bội cho nên tới nói sao, đúng rồi, ta hôm nay hẹn lưu cầu sứ giả đi nói, thả trước xem bọn hắn ý tứ lúc sau, lại đến định ra một cái có thể cung trên dưới điều động chương trình tới, ngươi xem như vậy như thế nào, Tạ Hoài Ẩn này trong lòng lửa giận một chút đi. Nhưng thật ra nhớ tới đứng đắn sự tới, lại nói tiếp, kia lưu cầu nhân sinh cũng có thể xem như thật là có chút kỳ quái, kia bộ dáng, Tạ Hoài Ẩn nói chuyện thời điểm trong giọng nói mặt cũng mang theo vài phần tò mò, tưởng hắn từ nhỏ đến lớn cũng không như thế nào ra quá Ung Đô đại môn, xa nhất địa phương cũng liền đi cái tránh nóng sơn trang, trời nam đất bắc thật đúng là chính là không có ra cửa quá, cho nên đối này lưu cầu người cũng có vài phần tò mò.
còn không phải người dạng, nơi nào có thể có bao nhiêu bất đồng, Vân Xu nói, bất quá ta ở vùng Duyên Hải thời điểm nghe nói quá không ít nghe đồn, cùng lưu cầu chi gian có không ít đường biển, nhưng thường xuyên có lưu cầu bên trong võ sĩ làm giặc cỏ tồn tại, ngẫu nhiên này vùng Duyên Hải một thế hệ, cũng có này những giặc cỏ đến ta Đại Khánh tới gây án, có không ít tổn thất, nếu là muốn nói này một bút mua bán, vậy đến xem đối phương là có ý tứ gì, nếu là yêu cầu chúng ta hải vận qua đi. Vẫn là đến chỉ định địa điểm, nếu là yêu cầu chúng ta hải vận đến lưu cầu, điểm này liền có chút đáng giá bàn bạc cân nhắc. Này lưu cầu bên trong có không ít người này, kinh thương căn bản bên trong cũng không phải như vậy thành tâm, còn phải đề phòng bọn họ hạ bộ mới là. Tạ Hoài Ẩn nghĩ nghĩ, cũng đích xác như thế thường thường, cũng có vùng Duyên Hải đích xác thượng tấu chương nói là có cướp biển, nhưng này đó cướp biển cũng thập phần giảo hoạt, xuất quỷ nhập thần, cũng từng phái binh bao vây tiêu trừ quá, nhưng vẫn luôn hiệu quả cực nhỏ. Ngươi cảm thấy nếu là chúng ta cùng lưu cầu người làm này một bút mua bán nói, bọn họ sẽ ở cái này chuyện này thượng nháo điểm danh đường ra tới. Tạ Hoài Ẩn biểu tình bên trong cũng có vài phần nghiêm cẩn, hắn cũng không phải cái loại này hoàn toàn không hiểu sự người, nghi nghi lúc sau cũng cảm thấy chuyện này thật là cái vấn đề, như thế thực sự có khả năng, ngươi nói chúng ta cùng lưu cầu phía trước trước, nay cũng không có tiếp xúc quá. Cùng Trường Tố cùng Cao Lệ cũng còn có thể đủ đi đường bộ, chỉ cần cẩn thận một ít cũng vẫn là có thể êm đẹp mà qua, nhưng này trên biển thật đúng là khó mà nói, nếu là lưu cầu người yêu cầu chúng ta đưa hóa, này còn nhưng thật ra một cái thật sự khó làm sự tình, đến lúc đó bọn họ nếu là, lòng dạ hiểm độc một phen cùng những cái đó người thông đồng làm bậy một phen, đem hàng hóa cấp tiệt, này tưởng tượng lúc sau nghĩ như thế nào đều cảm thấy có. Vài phần lỗ vốn, tuy nói loại tình huống này chưa chắc là sẽ thật sự tồn tại, nhưng cũng có khả năng sẽ xuất hiện không phải, là nếu không phải hiện tại Vân Xu đề ra như vậy một câu, chỉ sợ hắn là đến bây giờ đều còn không có nghĩ vậy một chút, xem ra một hồi cùng lưu cầu, sứ giả trò chuyện với nhau thời điểm vẫn là phải hảo hảo suy xét một phen mới được, bằng không đến lúc đó như thế nào xui xẻo kia đều còn không biết đâu, này cũng chưa chắc, bất quá loại chuyện này cũng không phải cái gì hảo thuyết, cụ thể còn phải nói chuyện lúc sau mới biết được là chuyện gì xảy ra không phải. Vân Xu nói, ta bất quá chính là cùng ngươi để ra cái tỉnh thôi, dù sao việc này cũng sẽ không một lần là có thể đủ nói xuống dưới, trước nhìn xem đối phương điều kiện chúng ta cũng hảo làm chuẩn bị. Vân Xu đương nhiên cũng là không hy vọng xuất hiện loại chuyện này, nhưng đối lưu cầu về điểm này ấn tượng thật sự là không tốt, cho nên cũng không thể không nghĩ biện pháp trước cảnh giác một phen mới được. Ân, ta hiểu được như thế nào làm. Tạ Hoài Ẩn gật gật đầu, đúng rồi, hôm nay ta cũng giúp ngươi hỏi qua thất tỷ, đối với nữ nhân kia, thất tỷ cũng đã lên tiếng, việc này ngươi xem làm đi, nàng cũng không đến tính toán muốn như thế nào, cửu muội bên kia cũng ngừng nghỉ, chỉ cần nàng có thể an phận thủ thường sau này, cũng không cần lại nháo ra loại chuyện này tới, thất tỷ cũng đã phát hạ lời nói tới nếu là sau này lại nháo ra loại chuyện này tới, nàng liền bẩm phụ hoàng làm chủ làm hai người hòa ly tính. Vân Xu nghĩ thầm này cũng thật là Tạ Cẩn Họa có thể làm được sự tình, liền nàng như vậy, tính tình từ Tạ Cẩn Anh ở chính mình trước mặt làm ầm ĩ thượng một hồi, cũng đã nhưng xem như thập phần không tồi, nếu là lại nháo nàng cũng nhất định là sẽ không chịu đựng, hơn nữa lời này đều đã vứt ra tới, cũng coi như là cho Tạ Cẩn Anh một công đạo cùng cảnh cáo, người này nếu là chính mình tìm đường chết nói ai cũng chưa biện pháp, xuyên nam hộ quốc công phủ thượng đâu, Vân Xu hỏi, tất nhiên là đã đuổi rồi người đi, ra chuyện như vậy, như thế nào có thể không cho hộ quốc công phủ người trên hiểu được mới được, tuy nói là thiên vị cửu muội một ít, nhưng này Lâm Từ Tin hành động cũng thật là có chút qua, hắn này hành vi thật là có vài phần thiếu thỏa, hơn nữa làm cho hộ quốc công hiện giờ đang muốn đem vị trí truyền cho chính mình con vợ cả, nếu hắn này có nhớ quá hộ quốc công phủ thượng nửa phần cũng quả quyết sẽ không làm ra bực này sự tình, như vậy cũng là cho Lâm gia một cái nhắc nhở, tuy nói là lão thần tử nhưng ở con nối dõi thượng giáo dưỡng vấn đề, cũng vẫn là muốn đốc, này cơ hội cũng chỉ là cấp lúc này đây, sau này cũng sẽ không lại có. Tạ Hoài Ẩn nói, loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy, hiện tại xem như bóc qua, nhưng cũng chỉ có thể có như vậy một lần cũng không thể có lần thứ hai xuất hiện, cho nên này cảnh cáo cũng là thập phần cần thiết. Vân Xu nghe được Tạ Hoài Ẩn nói như vậy lúc sau cũng không hề hỏi cái gì,
Tả hữu này tiếp được đi sự tình cũng không cần nàng tham dự, đối với loại này chuyện nhà sự tình nàng cũng không có gì hứng thú, cho nên dứt khoát cũng liền không hỏi, chi bằng là quan tâm chuyện khác tới hảo chút. Tạ Hoài Ẩn đối với về điểm này, sự tình cũng không có gì tâm tư nói thêm gì nữa, cùng Vân Xu nói vài câu lúc sau mắt thấy thời gian sấp xỉ nhiều ít, trong lòng về điểm này hậm hực cũng đã theo chính mình vừa mới cùng Vân Xu kia một phen lý do thoái thác mà tiêu tán, ra cửa thời điểm tâm tình cũng có thể xem như thập phần lanh lẹ, nửa điểm cũng không nề phiền kế tiếp là muốn đi đối mặt những cái đó lưu cầu người. Tạ Hoài Ẩn là lúc này đây bởi vì còn ở thảo luận bên trong, cho nên cũng không có tính toán cố tình thỉnh người hạ tiệm ăn lại, hoặc là như thế nào, dứt khoát cũng đó là thượng môn trước thăm thăm đế, chờ đến đắn đo chuẩn sẽ sau, lại đi chính thức trao đổi. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy những cái đó lưu cầu người, nhưng Tạ Hoài Ẩn vẫn là mỗi một lần nhìn thấy kia lưu cầu người thời điểm, luôn có một loại mạc danh hỉ cảm ở bên trong, kia bộ dáng, còn có kia nói chuyện giọng đều làm người cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác. Lúc này đây sứ thần Thiển Thảo danh thành, là lưu cầu thiên hoàng bên người cận thần chi nhất, nguyên bản lưu cầu cùng đại khánh cũng thật là không có tiến hành quá thông, thương mậu dịch, nhưng mấy năm nay bên trong vẫn là có một hai dạng khác biệt đại khánh, đồ vật biểu lộ tới rồi lưu cầu bên trong, kia cũng có thể xem như thập phần hiếm lạ đồ vật. Cho nên hơn phân nửa đều là, bị thương hộ người ở lưu cầu bên trong bán thượng một cái giá trên trời, nhưng xem như khả ngộ bất khả cầu, hiện tại nghe nói đại khánh đã bắt đầu cùng cao lệ cùng trường tố bắt đầu thông thương, hơn nữa đại khánh đồ vật cũng thật là hảo bán thực, vì thế thiên hoàng liền, nổi lên như vậy đầu, muốn cùng đại khánh đồ vật ở cao lệ, bên trong sở bán cũng bất quá chính là ở lưu cầu, bên trong sở mua bán một phần mười giới vị thôi. Như vậy mua bán tất nhiên là có lợi tức nhưng kiếm, nghĩ đến từ đại khánh, bên trong mua bán bên trong còn có thể càng thêm tiện nghi một ít, lập tức nghĩ cao lệ hoàng thất giống nhau cùng trường tố thông thương đuổi hắn cái này, sứ thần tới nơi này lăn lộn chuyện này tới, Thiển Thảo danh thành tự cũng là biết đây là một kiện, cực hảo phái đi, cho nên cũng liền không có nhiều ít dãy dụa liền tới rồi, nói thành này bút sự tình cùng hắn tới nói tất nhiên là chỗ tốt không ít. Nhưng Thiển Thảo danh thành trong lòng còn có khác ý tưởng, ngẫm lại như vậy một bút sinh ý sẽ là cỡ nào kiếm tiền một bút sinh ý, đương nhiên, hắn còn có bên một cái ý tưởng, chỉ là cái kia ý tưởng còn không đủ nhân đạo. Thiển Thảo danh thành nghe được Tạ Hoài Ẩn tiến đến sứ quán thời điểm, lập tức cũng có thể xem như cao hứng, vô cùng, lập tức thu thập chính mình đi gặp Tạ Hoài Ẩn. Tạ Hoài Ẩn nhìn Thiển Thảo danh thành, kia cạo một nửa đầu tóc thời điểm liền có một loại ngăn không được muốn cười cảm giác, nhưng hắn cũng vẫn là cực lực mà banh cười, thần sắc như thường nói, bụi cỏ đại nhân, tại đây dịch quán bên trong còn trụ thói quen, Thiển Thảo danh thành cười nói, nơi nào có cái gì không thói quen, đại khánh quả thật là mênh mông đại quốc, mặc dù là dịch quán cũng đó là trụ chính là thập phần, thói quen, bụi cỏ đã nhiều ngày ở dịch quán bên trong trụ, cũng có thể xem như thập phần thoải mái, hơn nữa hắn cũng ở ung đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong hành tẩu quá, nhìn đến đều là kia một mảnh phồn vinh, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không tồi, cùng bọn hắn một so lúc sau kia kêu một cái bầu trời cùng ngầm, cũng nghe nói đại khánh cùng cao lệ còn có trường tố chi gian giao dịch sự tình, hắn cũng biết này thông thương sự tình là muốn cùng chiêu thương cục chỗ nào đi trao, đổi, càng là nghe nói chiêu này thương cục bên trong chính là... có khó lòng ứng phó nhân vật ở, cho nên cũng không dám tùy tiện mà liền đi chiêu thương cục, bên trong tìm người ta nói chuyện này, chính mình nếu là có vẻ quá mức sốt ruột nói không chừng còn sẽ bị người coi như, coi tiền như rác tới tể thượng một đốn cũng có khả năng, hiện tại nhìn thấy Tạ Hoài Ẩn tìm tới cửa tới thời điểm, Thiển Thảo danh thành liền cảm thấy có lẽ này muốn thúc đẩy việc này người sẽ sốt ruột, người cũng không đơn giản chỉ là chính mình mà thôi sao. Tạ Hoài Ẩn đem Thiển Thảo danh thành, trong ánh mắt về điểm này đắc y cũng xem ở trong mắt, tiểu tử này tới ung đô cũng có hảo chút thời gian, nói là muốn tới nói mua bán sự tình lại, không có chính mình tìm thượng so chiêu thương cục đại môn, nghĩ đến đây là đang chờ chính mình kìm nén không được buộc chính mình trước cúi đầu không thành. Này lưu cầu phong tục tập quán cùng ta đại khánh hơn phân nửa vẫn là có chút không, giống nhau, ở xa tới là khách, có cái gì thiếu thỏa địa phương chỉ lo nói thẳng chính là... Tạ Hoài Ẩn ý cười doanh doanh địa đạo, lại là hàn huyên hảo một trận, nhưng là lại không có đem đề tài ở thông thương mậu dịch phía trên dẫn đi, phảng phất hắn hôm nay tới chính là vì tới hỏi han ân cần một phen thôi.
thiển thảo danh thành, nghe Tạ Hoài Ẩn này nói chuyện bộ dáng trong lòng cũng có vài phần sốt ruột, nguyên bản cho rằng Tạ Hoài Ẩn tới chính là vì mua bán sự tình tới, nhưng, hiện tại nghe được hắn toàn diện Mỹ Di mà dò hỏi bọn họ sinh hoạt thượng về điểm này, vụn vặt sự tình cái này, kêu bọn họ trong lòng cũng là có vài phần sờ không chuẩn đầu óc. Ngươi không phải quản chiêu thương cục sao, này lại không phải quản dịch quán quan viên, này ăn thói quen hay không, này ngày mùa hè bên trong nhiệt không nhiệt một loại sự tình liền không cần phải nói đi, tốt xấu nói điểm đứng đắn sự tình đi. Thiển thảo danh thành một bên trả lời Tạ Hoài Ẩn kia lang, thang không có mục tiêu quan tâm hỏi chuyện, thẳng đến nghe được Tạ Hoài Ẩn đã bắt đầu dò hỏi tới, rồi có hay không thượng quá trên đường đi xem qua náo nhiệt một loại đề tài thượng. Hắn rốt cuộc cảm thấy dựa vào chính mình nhẫn nại phải chờ tới Tạ Hoài Ẩn, mở miệng hoàn toàn là không có cách nào, hắn ở trong lòng thở dài một hơi rốt cuộc có chút nhịn không được đã mở miệng nói, Tấn Vương Điện Hạ, tiểu thần lần này tiên đến, chủ yếu cũng đó là nghi tới cùng Đại Khánh nói thông, thương giao dịch sự tình, không biết Tấn Vương Điện Hạ, Tạ Hoài Ẩn nghe được thiển thảo danh thành rốt cuộc mở miệng nhắc tới điểm này lúc sau. Mới vừa rồi cảm thấy chính mình như vậy, nói đến cơ hồ miệng lưỡi khô giáo trình độ thượng, cũng có thể xem như được đến nên có hiệu quả, tiểu tử này nếu là lại không đề cập tới thông thương mậu dịch sự tình, hắn thật đúng là không biết kế tiếp còn có cái gì nhưng nói, a, bụi cỏ đại nhân ngươi sớm nói sao tiểu vương này cũng có thể, xem như lãng phí không ít thời gian nói những cái đó có không sự tình, đại nhân ngươi hẳn là sớm liền nói chuyện này mới là... Thiển thảo danh thành yên lặng vô ngữ, nếu không phải xem ở Tạ Hoài Ẩn, như thế nào cũng không chịu mở miệng nói này một câu, cần gì phải là hắn ở chỗ này để chuyện này đâu, việc này à, bụi cỏ đại nhân như thế nào nghĩ đến cùng ta Đại Khánh thông thương đâu, này nhưng không xem như quá mức phương tiện đâu, đến lúc đó bụi cỏ đại nhân là tính toán, như thế nào đem ta Đại Khánh hàng hóa cấp vận chuyển đến Lưu Cầu đâu, còn nữa, tiểu vương nghe nói phía trước Lưu Cầu. Cùng Cao Lệ chi gian cũng là có giao dịch không phải, sao tuy nói là có giao dịch, nhưng thiên hoàng bệ hạ cũng là thập phần thích, nhưng từ Cao Lệ mua nói, kia đã có thể quý nhiều, nếu Cao Lệ có thể cùng Đại Khánh giao dịch, ta Lưu Cầu lại vì sao phải bạch bạch bị người hố thượng một đốn không thể đâu, này thông thương một chuyện cũng có thể xem như thập phần được không, thiền thảo danh thành nói, này tuy nói là xa một ít, nhưng rốt cuộc cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp không phải. Tạ Hoài Ẩn hơi hơi gật đầu, này nói cũng thật là như vậy vài phần đạo lý, hắn lại nói, không dối gạt bụi cỏ đại nhân, chúng ta Đại Khánh cùng Cao Lệ cùng Trường Tố chi gian kinh thương, kia cũng là có đại lý phí tồn tại, hai năm một chi phó, cũng không biết bụi cỏ đại nhân ngươi nhưng nghe nói không có, thiền thảo danh thành nhưng, thật ra chưa từng nghe qua điểm này, lập tức đảo cũng có vài phần kinh ngạc, lập tức lại nghe được Tạ Hoài Ẩn nói. Thứ này khoản cũng là lập tức liền kết toán rõ ràng không kéo không nợ, chỉ sợ này trong đó vẫn là thật sự có vài phần không lớn phương tiện đi. Tạ Hoài Ẩn lời này nói ra lúc sau, thiển thảo danh thành sắc mặt hơi hơi có chút dại ra, như thế nào cũng không nghĩ tới Tạ Hoài Ẩn, thế nhưng sẽ cùng hắn nói loại này lời nói, hắn ý tứ này chính là không kéo không nợ. Nhưng này cùng thiển thảo danh thành, suy nghĩ bên trong vẫn là nhiều ít có vài phần khác biệt. Hơn nữa vẫn là có chút có vẻ bất cận nhân tình một ít, Tấn Vương Điện Hạ này nói nhưng thật ra có vài phần khắc nghiệt đi, này tựa hồ có chút làm khó người khác a. Thiển thảo danh thành nói, thanh âm bên trong có chút không hẳn vậy có vài phần không tán đồng, này nơi nào nhưng xem như làm khó người khác đâu, cùng Trường Tố cùng Cao Lệ đều là như thế này làm, nếu là cùng Lưu Cầu, không bình thường nói, ngẫm lại Trường Tố cùng Cao Lệ sẽ làm sao nói chuyện. Tạ Hoài Ẩn cười đến nửa điểm cũng không để bụng, đã là coi như sinh ý tới làm, này đầu tiên phải làm đến chính là đối xử bình đẳng, khác biệt đối đãi kia nếu là, cấp Cao Lệ Trường Tố chỗ nào đã biết chẳng phải là muốn lột ta ra không thành. Tạ Hoài Ẩn lời này giống như lơ đãng, nhưng trên thực tế lại cũng vẫn là có vài phần cường thế hương vị ở bên trong, chỉ kém không có nói thẳng ra một câu không, có tiền cũng đừng tới làm buôn bán lời này. Nhưng Tạ Hoài Ẩn, lời này mặc kệ là ai nghe xong đều cảm thấy là không có bao lớn vấn đề, này nguyên bản làm buôn bán chính là như vậy, cấp Trường Tố cùng Cao Lệ đều không có bất luận cái gì ưu đãi, hiện tại nếu là cấp Lưu Cầu một cái ưu đãi, đến lúc đó người sẽ như thế nào tưởng, đặc biệt là hiện tại chiếm giao dịch tỷ lệ trọng đầu vẫn là Trường Tố, này Trường Tố Thái tử Bạch Hy Cảnh cũng không phải là cái dễ nói chuyện chủ, đến lúc
đó bị hắn hiểu được loại tình huống này, lúc sau còn không biết muốn nháo ra cái gì trận trượng tới, cho nên cái này đề cũng là không thể đề. Thiển Thảo Danh Thành nhìn người vẻ mặt không thương lượng Tạ Hoài Ẩn, tâm tình của hắn cũng có vài phần tối tăm, nhưng lại chọn không ra cái gì sai tới, rốt cuộc này cũng có thể xem như lẽ thường, lời nói đã nói đến cái này phân thượng lại yêu cầu thay đổi trên cơ bản, cũng có thể xem như không có khả năng sự tình, hắn nói, tuy nói đây, cũng là một kiện thập phần khó xử Tấn Vương nói, nhưng trên thực tế chúng ta Lưu Cầu cũng vẫn là có chính mình khổ chung không phải. Bất quá nếu nói Đại Khánh có thể gánh vác bắt đầu vận chuyển thua nói, vẫn là có vài phần được không, vận chuyển, Tạ Hoài Ẩn nghe thế hai chữ mắt thời điểm theo bản năng mà nhướng nhướng mày, nếu là ở hắn kia không có bị Vân Xu, nhắc nhở quá quan với vận chuyển sự tình ở ngoài, kia còn khả năng sẽ không biết cụ thể tình huống một ngụm đáp ứng, xuống dưới, nhưng hiện tại ở trong lòng hắn đã có vài phần đế dưới tình huống, này đã có thể không hảo một ngụm liền đáp ứng xuống dưới không phải. Đến Lưu Cầu A, ta Đại Khánh thật đúng là không phải thập phần quen thuộc đâu, này hải vận này một khu, thật đúng là có chút khó khăn, Tạ Hoài Ẩn nói thập phần uyển chuyển, nói thật, chúng ta Đại Khánh cùng Lưu Cầu chi gian giao lưu, cũng có thể xem như khai thiên tích địa đầu một chuyến đâu, như thế nào cũng không có là đi qua. Lưu Cầu, nói ra cũng không sợ bụi cỏ đại nhân ngươi chê cười, bổn vương cũng đó là ở lãnh thổ quốc gia đồ thượng nhìn thấy quá Lưu Cầu. Đến nỗi Lưu Cầu ly chúng ta Đại Khánh có xa lắm không, kia thật đúng là hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết a. Còn nữa này hải vận chính là so lộ vận nguy hiểm nhiều, này trên biển kia nhưng đều là dựa vào thiên ăn cơm, vạn nhất gặp gỡ cái ông trời đều không giúp đỡ nhật tử, kia thật đúng là khó mà nói, mấy năm nay, Đại Khánh trên biển, bắt cá ngư dân mấy năm nay đều ở dần dần mà giảm bớt, liền bởi vì này nhìn bầu trời ăn cơm so lo liệu. Trên mặt đất còn muôn tới hung ác nhiều, này trên biển sự tình tiểu vương ta cũng là không hề nghĩ ngợi đến, chỉ là nghe đều cảm thấy đáng sợ chết lạc. Nói trắng ra là các ngươi Lưu Cầu ở nơi nào cũng không biết, chúng ta như thế nào cho ngươi vận hóa, này vận hóa đến lúc đó vận đến nơi nào cũng không biết lão tử, cũng không phải là phải bị ngươi cấp hồ đến chết sao, Thiển Thảo Danh Thành thần sắc đó là càng thêm khó coi, phía trước cấm hải sự tình tất cả mọi người đều biết. Đừng nói Tạ Hoài Ẩn là không có đến quá Lưu Cầu, tưởng bọn họ còn không phải lần đầu đến Ung Đô tới, này bất quá cũng chính là một cái cớ mà thôi, xem ra này Tấn Vương là đối hải vận một chuyện còn không có cái gì chuẩn bị, thậm chí còn có vài phần hoài nghi bọn họ dụng ý, nói như vậy, này một bút mua bán thoạt nhìn là căn bản liền không cần nói chuyện có phải hay không. Thiển Thảo Danh Thành đối với Tạ Hoài Ẩn nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng Tấn Vương là có thể làm khởi chủ. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là không có như vậy khả năng a, này quản hạt chiêu thương cục điểm này quyết đoán năng lực cũng không có. Tạ Hoài Ẩn đối với Thiển Thảo Danh Thành này mang theo vài phần khiêu khích nói, cũng không thèm để ý, hắn mở ra trên tay quạt xếp, cười đến thập phần tùy ý nói, này thương lượng sao, có thương có lượng, này lại không, phải cái gì làm một cú làm sao có thể đủ như vậy, lập tức liền chứng thực đến thật chỗ. Ngươi muốn làm cùng ta muốn làm, này kỳ chung khẳng định là có bất đồng chính là, chúng ta muốn thương lượng cũng chính là, thương lượng ra một cái ngươi có thể tiếp thu ta, cũng có thể đủ tiếp thu kết quả không phải, ngươi này mới vừa mở miệng liền phải ta đồng ý, lời này ta nhưng ưng không đi xuống, Tạ Hoài Ẩn dưới đáy lòng hừ một hừ, nghĩ thầm cứ như vậy làm hắn trực tiếp đáp ứng xuống, dưới, kia môn đều không có, liền Lưu Cầu môn đều còn không có thăm dò đâu. Hắn mới không đến nỗi sẽ ngốc đến phải đáp ứng chuyện này, bổn vương đâu cũng là thập phần muốn cùng Lưu Cầu thông thương, chỉ là này hải vận phương diện kia thật là có vài phần khiếm khuyết, đến nỗi bên, bụi cỏ đại nhân cũng là vừa tới, có một số việc chúng ta lại thương lượng, Tạ Hoài Ẩn nói, kia ngữ điệu hoàn toàn là không nóng nảy thái độ cũng là làm Thiển Thảo Danh Thành thập phần, vô ngữ, nguyên bản còn muốn mượn lúc này đây cơ hội áp người một đầu, nhưng hiện tại nhưng hảo. Nhưng thật ra người nhẹ nhàng phủi sạch quan hệ nhưng thật ra nửa điểm, cũng không có sốt ruột bộ dáng, bụi cỏ đại nhân tới một chuyến cũng thập phần không dễ dàng, thả ở chúng ta Ung Đô bên trong nhiều nhìn xem nhiều đi dạo, nếu là bổn vương dỗi dánh tất nhiên là sẽ hảo hảo, mà dẫn dắt bụi cỏ đại nhân đi lên một chuyến, chỉ là gần đây việc này cũng thật sự là có vài phần bận rộn, chỉ sợ là không có cái này nhàn dỗi thời gian đâu. Thiển Thảo Danh Thành nơi nào không biết lời này, bất quá chính là một ít cái thoái thác chi tử thôi,
nơi nào là thật là tính toán muốn mang theo hắn khắp nơi đi lại ý tứ, bất quá hắn cũng không đến mức hoàn toàn không có nhãn lực rời đến cái kia trình độ, cũng bất quá nhưng chính là hư đồng ý tới, nghĩ chờ đến chính mình nghĩ ra một cái chương trình tới lúc sau định là phải hảo hảo, mà đồng nghiệp nói thượng vừa nói, quả. Thật giống như là Tạ Hoài Ẩn, vừa mới theo như lời như vậy nếu là muốn thương lượng kia liền hảo hảo mà thương lượng, dù sao nên có nhượng bộ là không thể làm, bây giờ còn có Trường Tố cùng Cao Lệ hai nước ở phía trước, nếu không thể khai trường hợp đặc biệt, nhưng cũng tổng không thể là nặng bên này nhẹ bên kia đi. Tạ Hoài Ẩn lại là cùng Thiển Thảo Danh Thành hàn huyên hảo một thời gian, lúc này mới rời đi dịch quán, nghĩ này Thiển Thảo Danh Thành này tư thái vừa thấy liền. Biết là cái thứ đầu nhi, khó nói lời nói thực, hiện tại hắn bất quá chính là tới thăm thăm đề đã là như vậy khó chỉnh, chờ đến thật sự gióng trống khua chiêng, mà tới cửa tới nói thời điểm chỉ sợ còn muốn càng thêm khó chơi lợi hại, tưởng tượng đến điểm này thời điểm Tạ Hoài Ẩn cũng đã cảm thấy có vài phần đau đầu, xem này Thiển Thảo Danh Thành ý tứ muốn cho bọn họ đại khánh, đi hải vận giúp đỡ người đem hàng hóa vận qua đi, dùng Vân Xu nói, thứ này vận cũng không có bao. Ship không tính số lẻ giới, đến cuối cùng thật là phải cho vận, kia cũng vẫn là đến hảo hảo mà thương lượng một phen, này giá thượng như thế nào tính, còn có này hải vận cũng thật đúng là chính là lần đầu đề cập, nhưng thật ra thật sự có vài phần không lớn phương tiện tới, hơn nữa này hải vận một loại còn xa xa không đủ hoàn thiện, cho nên hắn cũng tuyệt đối không dám lập tức liền đem chuyện này ứng thừa xuống dưới, việc này mặc kệ là đáp ứng vẫn là không đáp ứng nhiều ít đều. Có vài phần khó khăn, còn phải lại bàn bạc kỹ hơn một phen mới được, chờ đến Tạ Hoài Ẩn vừa đi, Thiển Thảo Danh Thành kia một khuôn mặt là hoàn toàn mà kéo xuống dưới, thanh hắc thành một mảnh, hắn bên người cận thần sắc mặt cũng thập phần khó coi, tay từ lúc bắt đầu liền ấn chính mình bên cạnh người võ sĩ đao, nếu vừa mới không phải nhớ kỹ hiện tại nơi địa phương là Đại Khánh địa bàn, chỉ sợ vừa mới chính mình kia võ sĩ đao đã sớm đã rút ra, trực tiếp huy đao chém lên rồi. Bụi cỏ đại nhân, hắn trầm thấp nói một câu, bụi cỏ đại nhân, này Tấn Vương không khỏi cũng thật sự là quá bừa bãi, này nơi nào là có nửa điểm thành ý ở trong đó, căn bản chính là ở ức hiếp chúng ta Lưu Cầu. Trung thôn, Thiển Thảo Danh Thành nhìn thoáng qua đứng ở một bên trung thôn thận người, ánh mắt kia bên trong mang theo vài phần cảnh cáo, đây là Đại Khánh địa phương, hắn bừa bãi kia cũng là bừa bãi có vài phần đạo lý, ngươi nếu là ở chỗ này nháo ra loại chuyện này. Tới, chỉ sợ chúng ta là chiếm không được cái gì chỗ tốt, nhưng là bụi cỏ đại nhân, trung thôn thận người bất bình, kia sắc mặt thượng tràn đầy bất mãn, kia Tấn Vương căn bản liền không có cùng chúng ta hợp tác ý đồ, chúng ta cần gì phải như vậy đồng nghiệp hảo hảo mà nói chuyện, không duyên cớ lùn người một đầu, Thiển Thảo Danh Thành đánh gãy trung thôn thận người nói, ngươi cảm thấy bất bình sao, mặc dù là cảm thấy bất bình này cũng không có gì biện pháp, rốt cuộc. Hiện thực nguyên bản chính là như vậy tàn khốc, ai làm chúng ta Lưu Cầu là một cái nho nhỏ đảo quốc đâu, mặc dù là bị người coi khinh kia cũng là không có cách nào sự tình. Thiển Thảo Danh Thành lời tuy là như thế này nói, nhưng này trong ánh mắt lại phí toát ra như vậy ý tứ, ánh mắt kia bên trong, cũng tất nhiên đều là đối Tạ Hoài Ẩn vừa mới như vậy tư thái bất mãn. Nói đến điểm này thời điểm càng là có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, Lưu Cầu kiến quốc bắt đầu cũng. Đều là này những cường quốc nước phụ thuộc, tuy nói hiện tại cũng không thể xem như Đại Khánh nước phụ thuộc, cũng thật muốn cùng Đại Khánh chống đỡ tranh lên, kia thật đúng là chính là một kiện thập phần khó mà nói sự tình, huống chi hiện tại Thiên Hoàng Bệ Hạ cũng không có ý nghĩ như vậy, tự nhiên mà hắn cái này đại thần, mặc dù là hiện tại ở Đại Khánh bên trong bị người như vậy, xem nhẹ kia cũng là hoàn toàn không có cách nào sự tình, còn nữa, hiện tại quyền chủ động cũng... Đều là ở bọn họ Đại Khánh trên tay, nếu bọn họ không chịu, chúng ta cũng không có gì biện pháp không phải, Thiển Thảo Danh Thành bất đắc dĩ mà nói, rốt cuộc nhân gia không muốn bán dưới tình huống, chúng ta cũng không thể cường mua, trung thôn thận người đối này có chút khinh thường, đại nhân này nói chính là nói cái gì, này làm buôn bán nơi nào còn có không muốn buôn bán sự tình, nếu là bọn họ không muốn mua bán, tự cũng là có mua bán địa phương, đến lúc đó ghê gớm liền. Cùng Cao Lệ thông thương thôi, lại nói tiếp Cao Lệ còn cùng ta Lưu Cầu gần một ít, đại nhân không bằng chúng ta vẫn là cùng Cao Lệ làm này bút mua bán, trung thôn thận người nói còn không có nói xong, Thiển Thảo Danh Thành mày đã gắt gao nhân lại nói, ngu ngốc, trung thôn thận người bị Thiển Thảo Danh Thành, này một tiếng răn dạy nhịn không được rụt rụt đầu,
tuy nói không biết chính mình là sai ở nơi nào, nhưng nghe đến nói như vậy thời điểm, hắn theo bản năng, mà chính là muốn nhận sai, chỉ là ánh mắt kia bên trong vẫn là mang theo vài phần quật cường, tựa hồ đối chính mình như vậy bị người dân dạy cảm giác có chút không ủng hộ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta này còn nói sai rồi ngươi không thành? Thiển Thảo danh thành đối với trung thôn thận nhân đạo, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa mới nói sai ngươi? Trung thôn thận người không nói lời nào, nhưng kia quật cường trong ánh mắt nhưng thật ra hoàn toàn thể hiện ra. Điểm này, ngươi là ta trong phủ xuất sắc nhất võ sĩ, cho nên lúc này đây tới đại khánh thời điểm ta cũng mang theo ngươi, muốn cho ngươi kiến thức kiến thức. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ ngươi vẫn là thập phần nóng nảy, tính tình này thật sự là hẳn là phải hảo hảo mà sửa thượng một sửa mới đúng, nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng liền rơi vào một cái ếch ngồi đáy giếng hoàn cảnh. Thiển Thảo danh thành nói, đích xác chúng ta cùng Cao Lệ là muốn so cùng Đại Khánh giao, dịch tới tiếp cận nhiều, nhưng Cao Lệ đã là từ Đại Khánh như vậy lấy đồ vật, này trong đó tất nhiên là có thể có lợi. Ngươi thả biết những cái đó từ Cao Lệ bên trong biểu lộ đến ta lưu cầu, bên trong giới vị như thế nào? Thả biết từ Đại Khánh bên trong biểu lộ đến ta lưu cầu bên trong giới vị bao nhiêu? Nếu là thật sự không có nửa điểm lợi nhuận nhưng đồ, thật người ngươi cảm thấy Cao Lệ là sẽ nguyện ý lấy ổn định giá giao dịch thủ đoạn, cho chúng ta lưu cầu đâu vẫn là lấy giá. Cao thủ đoạn tới, hai người so sánh mà nói lúc sau. Ngươi cảm thấy chúng ta là hẳn là muốn cùng Đại Khánh, hợp tác vẫn là muốn cùng Cao Lệ hợp tác. Nói cái này phân thượng đảo cũng thật là không có gì đại sai, nhưng hiện tại Đại Khánh, thái độ nghĩ như thế nào cũng làm người cảm thấy có chút không lớn thoải mái. Trung thôn thận người cũng biết vừa mới là chính mình lỗ mãng một phen, nhưng chính là trong lòng có vài phần không thoải mái, này Đại Khánh người hoàn toàn chính là xuất phát từ gậy vật mà kiều nông nỗi. Cái loại này nói chuyện cũng làm người cảm thấy có chút không lớn cao hứng, Tần Vương có như vậy suy nghĩ, ta nhưng thật ra cảm thấy thập phần thường thấy, nếu hắn không có như vậy suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, đây mới là ta muốn lo lắng sự tình. Thiển Thảo danh thành nói, đại nhân, trung thôn thận người có chút không hiểu, Tạ Hoài Ẩn vừa mới như vậy cố làm ra vẻ, đại nhân không những không có tức giận này còn chưa tính, hiện tại lại vẫn nói chính mình là có vài phần lý giải Tạ Hoài Ẩn. Nói như vậy nói thật sự được chứ, này xác định không phải ở giúp Tạ Hoài Ẩn tìm một ít cái thoái thác chi từ sao, ngươi cảm thấy ta lưu cầu như thế nào? Thiển Thảo danh thành đảo cũng có thể xem như có vài phần hứng thú, đảo cũng là nại được cùng chính mình cái này, môn hạ võ sĩ nói thượng vừa nói tâm tư, tất nhiên là cực hảo, trung thôn thận người cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà liền trực tiếp đồng ý như vậy. Một tiếng tới, ở trong mắt hắn ước chừng cũng không có gì so với chính mình tổ quốc càng thêm tốt đẹp tồn tại, kia so to lớn Khánh Ung Đô lại như thế nào, có thể so Ung Đô phồn hoa, có thể so Đại Khánh hưng thịnh. Trung thôn thận người rất muốn trái lương tâm mà nói thượng một tiếng là, nhưng liền kia một chữ mắt tạp ở hắn yết hầu chỗ sâu trong, căn bản là nửa điểm cũng tê không ra, hắn thừa nhận lưu cầu là hắn trong lòng có cao thượng vô thượng địa vị, nhưng thật sự muốn nói lên nói, như vậy lưu cầu thật là xa xa không có Đại Khánh tới phồn vinh, cũng xa xa không có Ung Đô tới hưng thịnh, như vậy trái lương tâm luận điệu, hắn thật đúng là chính là nói không nên lời, chỉ phải cúi thấp đầu xuống đi không dám nhìn tới Thiển Thảo danh thành, cảm thấy chính mình nếu là thật sự nói như vậy một cái khẳng định nói, đại nhân hơn phân nửa cũng là sẽ không cảm thấy có cái gì vui vẻ, thật người, ngươi cũng là nói không nên lời nói không phải, cho dù là ta, cũng là vô pháp nói ra như vậy khẳng định nói, Cao Lệ vương thất cũng liền này, ngắn ngủn một đoạn thời gian liền dựa vào phiến bán Đại Khánh, đồ vật kiếm lời không biết nhiều ít, cứ như vậy, ngươi nói chúng ta hẳn là không nên cùng Đại Khánh thông thương. Thiển Thảo danh thành đối với trung thôn thận nhân đạo, cho nên hiện tại thiên hoàng bệ hạ có như vậy, quyết đoán cũng là vì thời thế sở xu, đều không phải là chỉ là nhất thời hứng khởi, chúng ta thân là thần tử cũng chính là muốn đem chuyện này cấp làm cái thỏa đáng, nếu không chờ đến trở về lúc sau cùng thiên hoàng cũng không được tốt công đạo không phải. Đại Khánh cao ngạo kia cũng là có nó cao ngạo tư bản, hiện tại là chúng ta có việc cầu người, ngươi đó là cảm thấy Tạ Hoài Ẩn, này nói chuyện bộ dáng này làm ngươi cảm thấy xuống đài không được mặt, nhưng người cũng đó là như thế, ai làm là chúng ta tìm tới môn đi cho người ta làm bộ làm tịch cơ hội. Thiển Thảo danh thành cũng đã sớm đã nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả, nhưng nhìn đến Tạ Hoài Ẩn như vậy nửa điểm,
cũng bất cận nhân tình bộ dáng thời điểm đa số cũng vẫn là, có vài phần ra ngoài ý muốn, nguyên bản còn nghe nói này Tấn Vương, căn bản chính là cái mặc kệ sự có vài phần không đàng hoàng người đâu, nhưng hiện tại xem ra cũng đều không phải là hoàn toàn như thế, nếu là Tạ Hoài Ẩn là thật là, nửa điểm cũng mặc kệ sự người chỉ sợ vừa mới nên đã đáp ứng hạ mới là, nói là phải đi về thương nghị. Một phen, chỉ sợ đến lúc đó tình huống muốn xa xa so hiện tại càng thêm khó chơi mới đúng, Thiển Thảo Danh Thành cũng có thể xem như tìm hiểu rõ ràng, chiêu này thương cục hiện tại cũng có thể xem như một cái vỏ rỗng, nhưng tại đây vỏ rỗng bên trong cũng có không ít khó chơi nhân vật ở, một cái chính là trước mắt cái này không đàng hoàng Tấn Vương Điện Hạ, năm đó nhưng xem như có khóc than vương ra tên tuổi, nhưng xem như triều đình bên trong đệ nhất khó chơi nhân vật, mấy năm nay còn xem như thu liễm nhiều, còn có một cái khác khó chơi người đó chính là Ung Đô, bên trong nhưng xem như đệ nhất thương hộ Liễu gia thiên kim Liễu Vân Xu, này Liễu Vân Xu tuy nói là cái thiên kim, lại không có trải qua một chút thiên kim hẳn là làm sự tình, kia kêu một cái khôn khéo, kia chính là xa xa so Tạ Hoài Ẩn càng thêm khó chơi lợi hại, đại khánh là không còn nữ quan, nhưng người này lại là được Nguyên Hy đế bệ hạ ngự khẩu hiệp trợ chiêu thương cục, nghe nói. Phía trước kiếm lời Trường Tố, cùng Cao Lệ không ít bạc kia đều là đầu bếp cái này nha đầu bút tích, chỉ sợ hiện tại Tạ Hoài Ẩn này vừa đi hẳn là chính là cùng Liễu Vân Xu, đi thương lượng sự tình đi, kia đến lúc đó trò chuyện với nhau thời điểm chỉ sợ là muốn càng thêm khó khăn nhiều. Thiển Thảo Danh Thành nghĩ nghĩ lúc sau, cảm thấy nếu là chuyện này, vẫn luôn đều ở vào bị động vị trí thượng nói chỉ sợ này, còn lại tới sự tình là muốn càng thêm khó có thể đoán trước, lập tức. Như vậy tưởng tượng lúc sau, Thiển Thảo Danh Thành cũng bất an với tại đây dịch quán bên trong ngồi, lập tức liền đứng lên nói, ngươi ta tiến đến Liễu Ngự Sử ra đi lên một chuyến, trung thôn thận người cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, lập tức sừng sốt, vừa mới này Tấn Vương mới vừa đi, mà hiện tại đại nhân lại là muốn đi bái phỏng Liễu Ngự Sử ra, đây là, Thiển Thảo Danh Thành lại không cho trung thôn thận người bất luận cái gì phản bác đường sống, yêu cầu hắn đi bị hạ lễ vật. Lập tức đó là hướng tới Liễu Ngự Sử ra mà đi, chờ Vân Xu nghe được trong phủ nha hoàn nói là lưu cầu sứ thần cầu kiến thời điểm, nàng cũng có vài phần kinh ngạc, khoảng cách Tạ Hoài Ẩn tung tăng mà đi tìm lưu cầu, sứ thần cũng bất quá chính là nửa canh giờ nhiều trước sự tình, nhanh như vậy cũng đã nói hảo, như thế có vài phần ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nhưng này nghĩ lại tưởng lúc sau, đảo cũng cảm thấy không giống như là nhanh như vậy là có thể. Đủ nói ổn thỏa, chỉ sợ là căn bản liền không có nói hợp lại cho nên, hiện tại liền đến chính mình nơi này tới đi, Cẩm Sắt nhìn Vân Xu, có vài phần trần chờ nói, tiểu thư chính là muốn gặp, nếu là không thấy ta liền đi ra ngoài đem người đuổi rồi đi, Cẩm Sắt cảm thấy căn bản cũng không cần phải thấy thượng như vậy vừa thấy, dù sao chiêu này thương cục sự tình tuy nói tiểu thư là có cắm một tay, nhưng tả hữu vẫn là Tấn Vương Điện Hạ ở chủ sự. Lén tiếp kiến lưu cầu sứ giả, nay, tựa hồ có chút không được tốt, còn nữa việc này, nhào sau khi ra ngoài cho dù là Tấn Vương Điện Hạ không thèm để ý, kia còn lại những cái đó đại thần đâu, chẳng lẽ cũng là thật sự nửa điểm cũng không thèm để ý không thành, chỉ sợ đến lúc đó chú định là muốn âm ý không thôi đi, cho nên từ Cẩm Sắt góc độ nhìn lại, kia tự nhiên là có thể phiết có bao nhiêu sạch sẽ liền có bao nhiêu sạch sẽ, tới hảo. Vân Xu tự hiểu được Cẩm Sắt tưởng chính là cái gì, nàng nghĩ nghĩ lúc sau nói, thỉnh bọn họ đến thiên thính một tự, tiểu thư, Cẩm Sắt liền muốn ngăn cản, tiểu thư như vậy thấy chỉ sợ là không ổn, đến lúc đó tất sẽ có người mượn cơ hội sinh sự, chi bằng tìm một cái cơ tống cổ liền thành, hà tất trước mắt không thấy sớm muộn gì cũng vẫn là hội kiến, này có chuyện muốn nói người mặc kệ ngươi làm cái gì kia đều là có chuyện muốn nói. Cần gì phải đi quản người khác nói cái gì đâu, Vân Xu nói, huống chi ta cũng muốn biết bọn họ thượng, môn tới rốt cuộc là vì chuyện gì, hứa còn có thể đủ thám thính điểm hữu dụng không phải, dù sao này nghe một chút cũng không có gì tổn thất, Cẩm Sắc nghĩ nghĩ, cũng không có gì nhưng phản bác, dù sao nhà mình tiểu thư định ra chủ ý cũng không có gì phản bác đường sống, lập tức cũng đó là đi ra ngoài làm người đi nghênh người chiêu đãi đi. Chờ đến Vân Xu thay đổi một thân quần áo tới rồi thiên thính thời điểm, Thiển Thảo Danh Thành cùng trung thôn thận người hai người vừa, đem trên tay trà uống lên mấy khẩu, đang ở thưởng thức trên tay kia chung trà màu sắc, kia đôi mắt cũng không quên nhìn thiên sảnh cửa hai cái cao hơn nửa người men bình hoa,
còn có một bên bình phong trên giá kia lưu ly chế phẩm, ánh mắt kia bên trong cũng là mang theo vài phần ánh sáng, tựa hồ đối nơi này đồ vật đều thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lao nhị vị đại nhân chờ lâu, chiêu đãi không chu toàn thỉnh nhiều bao dung. Vân Xu cười nói, hôm nay không biết hai vị tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Thiển Thảo Danh Thành đã sớm đã nghe nói qua Vân Xu tên tuổi, nguyên bản còn cảm thấy hẳn là cái khôn khéo vô cùng người, ít nhất cũng là liếc mắt một cái xem xuống dưới thời điểm ít nhất là cái làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng hiện tại nhìn thấy người thời điểm, Thiển Thảo Danh Thành trực giác ngẩn người. Trước mắt nữ tử nhìn thật là có vài phần tuổi trẻ, như vậy bộ dáng nhưng thật ra nửa điểm cũng không giống như là kia đồn đãi, bên trong hẳn là sẽ có bộ dáng, này thật là nhưng Thiển Thảo Danh Thành thất thần cũng bất quá chính là, trong nháy mắt sự tình thôi, thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức liền hướng tới Vân Xu hơi hơi gật đầu nói, Liễu tiểu thư nói đùa, là ta chờ mạo muội tới chơi thôi, cũng không có nói trước thông báo liền mạo muội tới chơi. Vân Xu nghe người này dùng kia nồng hậu thanh âm ở bên kia nói đại khánh tiếng phổ thông thời điểm, nàng cũng cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ, nghe thế nào cũng cảm thấy có vài phần biệt nhiễu, hàn huyên một phen lúc sau mới vừa rồi cùng ngồi xuống, không dối gạt Liễu tiểu thư nói, hôm nay ta mạo muội tiến đến cũng chủ yếu chính là vì này cùng đại khánh trao đổi hợp tác sự tình, phía trước cùng tấn vương điện hạ có chút ý kiến hướng tả, cho nên riêng tới Liễu tiểu thư nơi này thảo biện pháp tới. Thiển Thảo Danh Thành ý cười doanh doanh địa đạo, nhưng ánh mắt kia bên trong lại là nửa điểm ý cười. Thiển Thảo Danh Thành lời này làm Vân Xu hơi hơi nhíu mày, ánh mắt kia bên trong không vui cũng là chợt lóe mà qua, mau cơ hồ làm người đắn đo không được. Vân Xu đem trên tay chung trà chậm rãi từ từ mà đặt ở một bên trên bàn trà. Bụi cỏ đại nhân lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào liền có chút nghe không hiểu đâu. Vân Xu nhìn Thiển Thảo Danh Thành nói, vấn đề này không hẳn là tới hỏi ta đi. Thiển Thảo Danh Thành nghe Vân Xu lời này nói, Liễu tiểu thư nói đùa, hôm nay tại hạ cùng tấn vương chi gian cũng là, đem hai bên mậu dịch một loại nhợt nhạt mà nói chuyện với nhau một phen, nhưng ở có chút phương diện thượng vẫn là không có đạt thành chung nhận thức. Tại hạ biết được chiêu này thương cục tuy nói chủ sự chính là tấn vương điện hạ, nhưng Liễu tiểu thư cũng là từ bên hiệp trợ. Cho nên lúc này mới mạo muội tới chơi, nếu đại nhân đều biết chiêu này thương cục chủ sự người là tấn vương điện hạ, kia hiện giờ tới cùng ta nói loại này lời nói không phải cũng là không có gì ý tứ sao, ta này một giới nữ tử lại có thể làm cái gì đâu. Vân Xu cười đối với Thiển Thảo Danh Thành nói, chỉ là kia ý cười nửa điểm cũng không có đạt tới đáy mắt bên trong, cho nên loại chuyện này cũng hẳn là cùng tấn vương điện hạ đi trao đổi mới đúng. Nếu là bụi cỏ đại nhân là muốn nói loại này lời nói, ta xem hôm nay cũng không có gì nhưng nói, chi bằng đó là trực tiếp như vậy tan đi đi, tỉnh đến lúc đó nếu là nói một ít cái không xuôi tai nói nhào đến, không thoải mái. Liễu tiểu thư lời này liền nói có vài phần tự coi nhẹ mình, ung đô bên trong ai không biết Liễu tiểu thư là như thế nào giống nhau nhân vật, tại hạ cũng không phải thế nào cũng phải Liễu tiểu thư cho một cái khẳng định trả lời, chỉ là muốn cùng Liễu tiểu thư nói. Cũng hy vọng Liễu tiểu thư ngươi có thể cho chút ý kiến, nếu là Liễu tiểu thư cảm thấy không cái này tất yếu, kia tại hạ cũng liền không nói đi xuống, miễn cho vẫn là cuối cùng tự thảo cái mất. Mặt, Thiển Thảo Danh Thành nói, ta Lưu Cầu Thiên Hoàng là thập phần có thành ý muốn cùng Đại Khánh thông thương, lúc này mới phái ta tiến đến, tưởng ta Thiển Thảo Danh Thành ở trên biển phiêu bạc 10 ngày, lại qua mấy ngày lúc này mới tới rồi ung đô bên trong, cũng có thể xem như đầy cõi lòng tràn đầy mong đợi. Nếu là chuyện này tại hạ không có làm thỏa đáng, chỉ sợ cũng không có gì thể diện có thể trở về đối mặt Thiên Hoàng bệ hạ, chi bằng mổ bụng tự sát trong lại thế còn, có thể đủ nguyện trung thành với Thiên Hoàng bệ hạ tính. Thiển Thảo Danh Thành lời này nói nhưng xem như thập phần thanh âm và tình cảm phong phú, đảo cũng thật là làm người nghe có vài phần động dung, nhưng đối với Vân Xu tới nói, nàng cũng có thể xem như nghe quán loại này ngôn luận. Liền vân ra những cái đó người thi thoảng đỗ lại ở nàng lúc sau theo như, lời cũng chính là này những lời nói, cho nên này nói lại như thế nào thanh âm và tình cảm phong phú đối nàng tới nói, cũng là không có tác dụng gì, thiệt tình muốn chết người nơi nào còn có như vậy nói chuyện cường điệu, này muốn chết muốn sống trên cơ bản kia đều là, can quấy bức cho ngươi không thể không đồng ý. Bụi cỏ đại nhân lời này nói, Lưu Cầu Thiên Hoàng bệ hạ muốn cùng chúng ta Đại Khánh thông thương. Này với chúng ta Đại Khánh cũng hảo với Lưu Cầu,
tới nói kia nhưng đều xem như một chuyện tốt, đại nhân không xa ngàn dặm mà tới, nghĩ đến cũng là mang theo 10 phần thành ý tới, chúng ta cũng tự cũng là hoan nghênh vô cùng. Vân Xu không nhẹ không nặng mà đem lời nói cấp chắn trở về, nhưng này làm buôn bán sao, tất nhiên là có làm buôn bán quy củ, tổng không thể rối loạn đường rẽ, ngươi nói có phải hay không, ý ngoài lời chính là ngươi nếu là nghĩ từ ta nơi này đi cửa sau, cho ngươi làm cái gì quan hệ nói kia vẫn là nhân lúc còn sớm, đã chết này tính nhầm, ta nơi này là hoàn toàn không có gì có thể cho ngươi đi quan hệ chiêu số, thiển thảo danh thành. Bị Vân Xu kia 4 lạng đẩy ngàn cân phương thức một chắn, cũng minh bạch trước mắt người này căn bản cũng không phải cái dễ nói chuyện, chỉ sợ này khó nói lời nói lên là muốn so Tạ Hoài Ẩn, càng thêm khó nói lời nói, nhưng cũng chưa chắc vẫn là hoàn toàn không thể thực hiện được, chỉ cần là có cơ hội như vậy tất nhiên là phải hảo hảo, mà thí nghiệm một phen mới được. Không dối gạt Liễu tiểu thư nói, mặc kệ là thiên hoàng bệ hạ cũng hảo, vẫn là tại hạ cũng hảo, kia đều là thập. Phần thưởng thức đại khánh đồ vật, kỳ thật sớm tại rất sớm phía trước, quốc gia của ta thương hộ liền từ đại khánh, bên trong mua quá đồ sứ lưu ly một loại, tại hạ cũng là thập phần thích, này hoàn toàn chính là xảo đoạt thiên công tài nghệ, cho nên đã sớm đã có nghĩ thầm muốn kết bạn một phen thiết kế, ra mấy thứ này người rốt cuộc là như thế nào bộ dáng, hôm nay thấy Liễu tiểu thư lúc sau mới vừa rồi cảm thấy đại khánh, quả thật là địa linh nhân kiệt tài tuấn xuất hiện lớp. Mặc dù là ở khuê các bên trong thiên kim cũng là có như vậy năng lực, thả làm tại hạ bội phục vô cùng, thiển thảo danh thành vẻ mặt thành khẩn địa đạo, nếu là thông thương nói, đồ sứ lưu ly một loại đều là cần thiết. Nghe nói ngươi Liễu Vân Xu mới là này đó phương diện đầu to, chỉ cần là cùng lưu cầu thông thương, nghĩ đến hẳn là đến ngươi trên tay lợi nhuận vậy càng nhiều không phải, chuyện tốt như vậy chẳng lẽ ngươi còn sẽ rời tay mà ra không thành, nhưng hắn lại là... Quên mất, Vân Xu nơi nào là như vậy kiến thức hạn hẹp hiện người, với nàng tới nói, có lưu cầu kia một bút sinh ý tự nhiên là tốt, nhưng nếu là không đúng sự thật cũng hoàn toàn sẽ không cảm thấy có cái gì tổn thất, dù sao hiện tại Cao Lệ cùng Trường Tố chi gian giao dịch, cũng đã đủ làm nàng kiếm lời không ít tới, chỉ là một mặt mà nhìn chằm chằm tiền bạc nói kia, cũng bất quá chính là lây dính thượng một thân con buôn hơi thở, nàng hiện tại trên tay kiếm bạc cũng đã đủ nhiều, ít nhất cũng đủ nàng nằm bất động tiêu xài xong cả đời này đều có. Bụi cỏ đại nhân này nói, Vân Xu tất nhiên là thập phần cao hứng, chỉ là này thông thương sự tình rốt cuộc cũng không phải một mình ta có thể chí mổ. Nếu là chiêu thương cục đáp ứng xuống dưới, ta bên này tự cũng là ấn lưu cầu bên kia cung hóa tới cung cấp thương phẩm, này lén buôn bán rốt cuộc cũng vẫn là không đồng ý. Vân Xu nói, kỳ thật ở phía trước bụi cỏ đại nhân tới ung đô phía trước, tuy nói. Đại Khánh vẫn luôn có cấm biển cũng chưa từng cùng lưu cầu thương hộ thông thương quá, tuy nói này ngầm sự tình luôn có như vậy một ít cái cá lọt lưới, nhưng rốt cuộc cũng là không thể gặp quang, lén phiến bán đã là hỏng rồi Đại Khánh pháp lệnh, đó là bởi vì không có bắt được đến, cho nên mới có cái gì biểu lộ đến Đại Khánh bên trong đi, ngươi vừa mới như vậy nói cũng không đại biểu ta nghe được liền nhất định sẽ là, thập phần vui mừng, thiển thảo danh thành nghe hiểu Vân Xu, lời nói bên trong ý tứ. Hắn biểu tình cũng có thể xem như có vài phần nan kham, nữ nhân này thoạt nhìn xa xa là muốn so Tạ Hoài Ẩn, càng thêm khó có thể lấy lòng chỉ là, nghe được nàng hiện tại theo như lời những lời này, hắn đều cảm thấy có chút không nhịn được thể diện, kỳ thật bụi cỏ đại nhân, ngươi muốn cho ta đi cùng Tấn Vương nói cùng lưu cầu thông thương sự tình, này cũng thật là có chút khó xử ta không phải, ngươi tuy là nói ta nói là ở chiêu thương cục bên trong. Hiệp trợ, nhưng ngươi cũng biết này cũng bất quá chính là cái hiệp trợ thôi, chính là nửa điểm cũng không có quyền quyết định, chủ sự chính là Tấn Vương, nhưng này phía trên, cũng vẫn là giám quốc thất công chúa cũng còn có Nguyên Hy đế bệ hạ, cho nên việc này cũng không phải Tấn Vương một người có thể làm chủ, chẳng sợ Tấn Vương này trong lòng cũng là thập phần mà muốn làm thành chuyện này, rốt cuộc cũng vẫn là không phải do hắn, Vân Xu chậm rãi từ địa đạo, ta xem bệ hạ. Cùng thất công chúa vẫn là thập phần thấy vậy vui mừng không phải, thiển thảo danh thành nhưng không có như vậy hảo lừa dối, bị Vân Xu mấy câu nói đó, vừa nói liền cảm thấy này nói thập phần có đạo lý đích xác hẳn là như vậy, một chuyện ý nghĩ như vậy, hắn biết này bất quá chính là, này tiểu nha đầu đem hắn tống cổ theo như lời nói thôi, kỳ thật ta hôm nay tới cũng là muốn hỏi Liễu tiểu thư một câu, muốn nghe xem Liễu tiểu thư như vậy vốn là từ thương nhân góc độ tới suy tính.
người trả lời thôi, Liễu tiểu thư không cần như vậy khẩn trương, mặc dù tại hạ muốn làm chút cái gì cũng cần đến suy tính một phen, hiện giờ là, đứng ở Đại Khánh Quốc thổ thượng sự thật này đi. Vân Xu biết Thiển Thảo danh thành là cái không hảo lửa gạt, lập tức cũng bất đồng hắn nói loại này đùn đẩy nói, dù sao muốn nàng làm hạ quyết định tới loại chuyện này là hoàn toàn không có khả năng, nhưng từ thương nhân góc độ tới nói sao, đến lúc đó nói như thế nào cũng còn đều là chuyện của nàng không phải. Thả hỏi Liễu tiểu thư một câu, cùng ta lưu cầu thông thương, cảm nhận được đến chuyện này được không, vẫn là không thể được. Thiển Thảo danh thành nói, Vân Xu buông tay cười. Bụi cỏ đại nhân này một mở miệng lời này cũng đã hỏi trụ ta, này được không không thể được, chuyện này thật đúng là không thế nào hảo thuyết, bất quá bụi cỏ đại nhân đều đã hỏi như vậy, ta này không ngại cũng cùng bụi cỏ đại nhân nói nói ta thiển kiến đi. Thiển Thảo danh thành ngồi nghiêm chỉnh, chờ nghe Vân Xu nói ra điểm danh đường tới, trong lòng cũng là có vài phần khinh thường nhìn lại, thầm nghĩ thả xem nàng có thể nói ra cái gì căn nguyên ra tới, từ một cái thương nhân góc độ tới nói. Này thông thương đích xác cũng là có vài phần chỗ tốt, nhưng cùng lưu cầu chi gian thông thương, nghiêm túc nói, mấy năm nay lưu cầu chúng ta cũng chỉ có nghe nói phân, rất ít có người tới lưu cầu chỗ nào đi, cẩn thận ngẫm lại nói, hiện tại toàn bộ lưu cầu là cái như thế nào bộ dáng, này sức mua là có bao nhiêu chúng ta, cũng là hoàn toàn hai mắt một bôi đen, cái gì đều không rõ ràng lắm, tuy nói thương nhân trọng lợi. Nhưng cũng không sợ cùng bụi cỏ đại nhân ngươi minh bạch mà nói, chúng ta mặc kệ là cùng Trường Tố cũng hảo vẫn là Cao Lệ cũng hảo, này thông thương thời điểm chúng ta xuất khẩu những cái đó, đồ vật kia đều là trưng thu đại lý phí, cho nên đến lúc đó ở lưu cầu phương diện này một bút tất nhiên cũng là không có khả năng thiếu, ngươi nếu là không tin chỉ lo đi Trường Tố cùng Cao Lệ bên kia cha cha chính là, đây chính là nửa điểm cũng làm không được giả. Vân Xu thanh âm nhàn nhạt, cũng không sợ cùng bụi cỏ đại nhân ngươi giao cái đế, liền Cao Lệ một năm đại lý quyền kia cũng là có 8 vạn lượng bạc, hơn nữa vẫn là 2 năm một chi phó, mà Trường Tố càng là khổng lồ, cho nên chúng ta, cũng không phải bạch bạch chỉ là sẽ từ các ngươi trên người lấy đi mà không trả giá, kia mấy năm, nay nói, đó chính là 16 vạn lượng bạc, đây chính là cái gì đều không làm liền trắng bóng cho Đại Khánh bạc. Đương nhiên, chúng ta này thu đại lý phí lúc sau, xuất khẩu đến Cao Lệ cùng Đại Khánh đồ vật kia đều là thấp hơn Đại Khánh, thị trường giá trị giá cả, đến nỗi tới rồi quốc nội lúc sau muốn định giá bao nhiêu chúng ta là hoàn toàn sẽ không can thiệp. Thiển Thảo danh thành nghe được Vân Xu nói như vậy thời điểm, hắn này mày cũng là hơi hơi nhăn lại, cẩn thận ngẫm. Lại này Đại Khánh đồ vật ở lưu cầu, bên trong mua bán kia nhưng kêu nửa điểm cũng không tiện nghi. Tuy nói 2 năm phải tốn 16 vạn lượng bạc thật là không thế nào tiện nghi, nhưng cũng không đại biểu cho này trong đó là hoàn toàn không có nửa điểm lợi nhuận, nhưng tương đối tới nói này kiếm đại bộ phận đều là cho Đại Khánh. Chiêu thương cục này sinh ý hơn phân nửa vẫn là có chút không lớn phúc hậu đi, tưởng ta lưu cầu mới nhiều ít diện tích nhiều ít người trong nước, nếu là đối chiếu Cao Lệ tới, chỉ sợ này tiền vốn có thể hay không vớt đến trở về vẫn là một vấn đề đâu. Thiển Thảo danh thành banh một khuôn mặt đối với Vân Xu nói, cho nên ta cảm thấy này đại lý quyền phí dụng mặt trên, vẫn là hẳn là có thương lượng đường sống mới đúng, lời này sai rồi, tưởng lưu cầu nhiều ít quốc thổ diện tích, tưởng Cao Lệ nhiều ít quốc thổ diện tích, Cao Lệ đều có thể đủ nuốt trôi này đại lý quyền, kia lưu cầu cũng hẳn là có thể tương đồng, mới đúng, còn nữa, ta ở Giang Nam gần biển vùng cũng từng gặp gỡ quá lưu cầu thương nhân. Này buôn lậu thời điểm chính là căn bản đều không cảm thấy chúng ta Đại Khánh, đồ vật bán quý, sao hiện tại lại cảm thấy quý đâu, còn nữa nói, chúng ta Đại Khánh cho ưu đãi quyền lực kia đều là cho dư hoàng thất, đến lúc đó, Vân Xu lời này nói Thiển Thảo danh thành có vài phần á khẩu không trả lời được, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng, thật ra trung thôn thận người rốt cục là ức chế không được, hắn nói, Liễu tiểu thư lời này nói. Đây là đem chúng ta lưu cầu coi như coi tiền như rác không thành, nàng nhưng thật ra tưởng cảm thấy này lưu cầu mỗi người ngốc tiền nhiều tốc tới, nhưng chỉ tiếc như bây giờ nhạc dạo đó là, căn bản cũng không chấp nhận được nàng có ý nghĩ như vậy không phải, còn nữa nói, liền Thiển Thảo danh thành ở chính mình nơi này nói những cái đó lời nói, đều mau đuổi kịp lúc trước Tạ Hoài, ẩn khóc than lúc ấy, đến bây giờ còn ở đắn đo những cái đó sự tình nghĩ cùng bọn hắn nói chuyện giá. Thật đúng là khi bọn hắn là nửa điểm cũng không biết lưu cầu bên kia đế không thành,
lúc trước những cái đó lưu cầu thương nhân bị hố như vậy, tàn nhẫn thời điểm đều không có lên tiếng, hiện tại, nhưng thật ra cảm thấy cùng nàng nói đại lý quyền thời điểm liền cảm thấy nàng hố cha. Vân Xu hơi hơi mỉm cười, thật muốn lại nói tiếp nói, từ lãnh thổ quốc gia đồ đi lên xem, tựa hồ, lưu cầu cùng cao lệ chi gian tương đối gần, cũng có lưu cầu nữ tử cùng cao lệ chi gian thông hôn, cao lệ hoàng thất bên trong thậm chí còn có lưu cầu duyên cơ ở, kỳ thật lưu cầu cũng có thể lựa chọn cùng cao lệ thông thương, chúng ta cũng không phản đối cao lệ ngoại thương. Vân Xu lời này lập tức làm trung thôn thận người thu thanh âm, này như thế nào không có, bọn họ lưu cầu chính là cùng cao lệ giao dịch quá, lúc này mới hạ quyết tâm muốn tới đại khánh, này đại lý quyền. Phí dụng sự tình cũng không phải hoàn toàn không thể đủ tiếp thu, chờ ta thượng thư thiên hoàng bệ hạ, nếu cao lệ cùng trường tố đều trả giá tương đối ứng đại lý phí dụng, như vậy chúng ta cũng không thể làm đại khánh khó làm, này đại lý phí dụng sự tình cũng là có thể thương lượng. Thiền Thảo Danh Thành nghĩ nghĩ, tuy nói vẫn là có vài phần không ủng hộ, nhưng xem yêu cầu kia cần thiết muốn làm như vậy, bàn lại đi xuống cung cũng chỉ có nói băng dấu hiệu mà không có muốn nói hợp lại bộ dáng, cho nên Thiền Thảo Danh Thành cũng biết rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào lấy hay bỏ, nhưng ta nghe nói đại khánh cùng trường tố cao lệ chi gian là có vận chuyển, tương đối ứng, chúng ta cũng là yêu cầu đối chiếu xử lý. Hơn nữa nghe nói ở đại khánh bên trong làm loại này chính là cái bang, Vân Xu hiểu được này, Thiền Thảo Danh Thành thoạt nhìn đã là hỏi thăm rõ ràng này hết thảy, nếu là nàng hiện tại nói không phải, kia toàn bộ Ung Đô người đều rõ ràng. Thật là có cái bang vận chuyển hàng hóa hậu cần công ty tồn tại, đây là mặt sát không được. Đúng vậy, đại khánh thật là có cái bang vận chuyển hàng hóa hậu cần công ty, nhưng chúng ta đại khánh cùng trường tố cùng cao lệ chi gian vận chuyển hàng hóa, cũng không phải hoàn toàn không ràng buộc, chúng ta chỉ là phụ trách vận chuyển hàng hóa điểm này, này phí dụng vẫn là đại khánh cùng cao lệ gánh nặng, cho nên mặc dù là cùng lưu cầu bên trong lựa chọn vận chuyển hàng hóa, thứ này vận phí tổn cũng là yêu cầu các ngươi gánh nặng, còn nữa, đại khánh cùng lưu cầu, chi gian còn không có mở ra quá vận chuyển hàng hóa cái này hạng mục, cho nên này trong khoảng thời gian ngắn liền phải thỏa mãn vận chuyển hàng hóa, chỉ sợ còn không có biện pháp. Điểm này ta tưởng Tấn Vương Điện Hạ cũng là hẳn là cùng bụi cỏ đại nhân nói qua, ngươi nói có phải hay không, nhưng cũng không phải thật sự không có cách nào làm được không phải sao, Thiền Thảo Danh Thành, biểu tình thanh thản, nửa điểm cũng không có đem Vân Xu vừa mới theo như lời nói để ở trong lòng, ta tưởng Liễu Tiểu Thư nhất định là cái dạng này năng lực làm được, thả ngẫm lại Đại Khánh, hiện giờ thập phần phương tiện đường xi măng đều có thể chế tạo ra tới. Kia nghĩ đến cũng là không có gì vấn đề không phải, Vân Xu phụt một tiếng cười, nghiêm mặt nói, bụi cỏ đại nhân tưởng quá nhiều, ta bất quá chính là cá nhân, lại không phải sự tình gì đều có thể đủ nơi trốn làm được. Cho nên bụi cỏ đại nhân vẫn là, không cần đối ta ôm có quá lớn hy vọng mới đúng. Thiền Thảo Danh Thành nghe Vân Xu lời này, hắn cũng cảm thấy hôm nay tới nơi này, theo như lời này những lời nói tựa hồ cùng Tạ Hoài Ẩn, nói thời điểm hoàn toàn không có gì khác biệt. Hoàn toàn chính là nhận chuẩn chết lý hoàn toàn cũng không chịu nhúc nhích, nhưng cùng Liễu Vân Xu nói chuyện lại cũng vẫn là muốn so cùng Tạ Hoài Ẩn, nói chuyện tới hảo điểm, ít nhất còn có thể đủ xem như từ những việc này thượng cảm thụ một chút nàng tư thái, nếu Liễu Vân Xu là cái dạng này một cái tư thái, như vậy Tạ Hoài Ẩn nơi nào chỉ sợ cũng là bắt không được cái gì tiện nghi, ai không biết Tấn Vương là cùng Tạ Hoài Ẩn đứng ở một chỗ. Chỉ cần là Liễu Vân Xu không có gật đầu nói chỉ sợ Tạ Hoài Ẩn, bên kia là càng thêm khó có thể nói chuyện. Liễu tiểu thư lời này nói thật là tích thủy bất lậu a, chẳng lẽ liền không có cái gì thương lượng đường sống, Thiền Thảo Danh Thành vẫn là có. Vài phần không cam lòng hỏi, này nơi trốn quá nghiêm khắc, tựa hồ vẫn là có chút khó xử chúng ta lưu cầu đâu, chúng ta là thật sự thập phần có thành ý tới cùng Đại Khánh hợp tác, chẳng lẽ liền không có một ít cái song thắng. Song thắng, Vân Xu nhìn Thiền Thảo Danh Thành liếc mắt một cái, nàng nói, bụi cỏ đại nhân, này hải vận cũng không phải không thể, nhưng là có câu từ tục tĩu ta thật sự là muốn nói ở phía trước, ta nghe nói ở trên biển có không ít lưu cầu lưu vong võ, sĩ tạo thành cước biển, mặc dù là ta đại khánh ngư dân thuyền đánh cá cũng thường xuyên thâm chịu này hại, đây cũng là hải vận đầu tiên muốn giải quyết sự tình, tổng không thể ta đại khánh đến lúc đó vận chuyển hàng hóa. Không đợi đến vận đến lưu cầu đâu cũng đã bị đoạt, nay tổn thất đã có thể nghiêm trọng,
chi bằng chúng ta Đại Khánh cùng Lưu Cầu trước xuất lực đem những cái đó, lưu vong võ sĩ cấp quét sạch, đến lúc đó còn nhưng thật ra có thể lại nói này hải vận sự tình. Ngươi nói có phải hay không? Thiển Thảo danh thành kia trên mặt thần sắc cũng có vài phần xấu hổ, hắn nghĩ nghĩ nói, này giặc cỏ một loại, đảo cũng thật là một vấn đề, nhưng này quét sạch một chuyện cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được đến, này nhưng chưa chắc, nếu là có tâm nói tất nhiên là có thể làm được, còn nữa cũng không phải yêu cầu Lưu Cầu một phương xuất lực, còn có Đại Khánh bên này cùng hiệp trợ đâu, rốt cuộc dựa vào là Lưu Cầu Thiên Hoàng bệ hạ. Như thế thịnh tình từng quyền tình huống, đến lúc đó từ Nguyên Hy đế, bệ hạ tu thư một phong hơn phân nửa cũng là sẽ đáp ứng đi, rốt cuộc này cũng có thể xem như lợi quốc lợi dân một kiện rất tốt sự tình, sợ chỉ sợ Lưu Cầu, bên trong có người sẽ cùng những cái đó lưu vong võ sĩ bên trong có chút liên lụy, kia ngược lại nhưng thật ra không muốn nhìn thấy loại chuyện này đã xảy ra. Vân Xu nhàn nhạt địa đạo, bất quá ta nơi này còn có một cái biện pháp, chỉ là có chút nham hiểm. Thôi, Thiền Thảo danh thành nhìn Vân Xu, chờ nàng đem cái này nham hiểm biện pháp nói ra, nghĩ rốt cuộc là thế nào một cái nham hiểm ý niệm, những cái đó lưu vong võ sĩ, Thiền Thảo danh thành vốn là không nghĩ động thủ, tính toán nương hải vận thời điểm nhân tiện có thể ăn luôn Đại Khánh mấy phê hàng hóa, loại này lời nói không thể đối nhân ngôn, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài mà thôi, biện pháp là có chút nham hiểm, bất quá với chúng ta Đại Khánh đảo. Cũng còn xem như có lợi, nếu là Lưu Cầu Thiên Hoàng, không muốn xuất binh cùng bao vây tiêu trừ những cái đó giặc cỏ, chúng ta đây Đại Khánh có thể ra mặt đối này, nhưng giặc cỏ tiến hành chiêu an ban phong trao tặng chức quan cho Bổng Lộc, chỉ là đến lúc đó chúng ta Đại Khánh nơi này hảo giải quyết, chỉ là không biết Lưu Cầu chỗ nào, quả thật là cũng đủ nham hiểm một cái biện pháp. Thiển Thảo danh thành không dám tin tưởng mà nhìn Vân Xu, nàng đây là tính toán làm Đại Khánh thừa nhận này những giặc cỏ tính hợp pháp, đến lúc đó để những người này buông tha Đại Khánh thương thuyền, kia đến lúc đó đã có thể mặc kệ mặt khác thương thuyền, cái này chủ ý kỳ thật nhưng xem như đủ hữu hiệu cũng coi như là, thập phần nham hiểm. Thiển Thảo danh thành, sau khi nghe xong Vân Xu kia vân đạm phong khinh mà nói xong này một câu lúc sau, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên người nổi da gà lập tức đi lên, là một nữ tử nàng lại là có như vậy một phen thủ đoạn, thế. Nhưng lấy chiêu an phương thức muốn bảo hộ chính mình ích lợi, ở nàng trong mắt căn bản liền không có suy tính quá người khác cảm thụ, thậm chí nàng đã thực minh xác mà nói cho hắn, đừng hy vọng ở cái này phương diện cho nàng ra vẻ, nàng cái gì đều rất rõ ràng. Thiển Thảo danh thành mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ hồ là nói cái gì đều nói không nên lời, thậm chí cũng không biết chính mình là như thế nào từ Liễu gia cáo tử ra tới, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm đã là... Đi ở Ung Đô trên đường phố, bị trên đường phố những cái đó tiếng ồn ào từ kia hư ảo bên trong đi ra. Đại nhân, trung thôn thận người thấy Thiển Thảo danh thành đã phục hồi tinh thần lại, lập tức liền kêu một tiếng, đại nhân, kia Liễu gia thiên kim thật là làm muốn so với kia tấn vương càng thêm bừa bãi thực. Ngươi cho rằng kia nha đầu chỉ là thuận miệng nói nói không thành. Thiển Thảo danh thành thần sắc bên trong cũng không có phía trước những cái đó coi khinh, cho nên... Hiện tại đang nghe đến trung thôn thận người ta nói cái này lời nói thời điểm, hắn theo bản năng mà liền răn dạy xuống dưới, nàng là nghiêm túc, Thiển Thảo danh thành là thật sự cảm thấy Vân Xu, vừa mới cuối cùng theo như lời kia một phen lời nói là nghiêm túc, hơn nữa nếu là thật sự đưa ra điểm này tới thời điểm, nghĩ đến sẽ phản đối người cũng không tính quá nhiều, nếu là xuất binh bao vây tiễu trừ giặc cỏ, không nói chuyện Lưu Cầu phương diện, cho dù là ở Đại Khánh phương. Diện cũng là thập phần có lợi, giống như là Vân Xu, theo như lời như vậy là cái lợi quốc lợi dân sự tình, cũng tìm không được cái gì lấy cơ tới phản bác, chính là trung thôn thận người, rất muốn trực tiếp hỏi một câu người này có cái gì tư cách nói, ra nói như vậy tới, hơn nữa nàng nói ra nói đến lại sao có thể sẽ ứng nghiệm, nhưng nhìn đến Thiển Thảo danh thành kia phá lệ khắc nghiệt biểu tình, hắn này có chút chắc chắn nói cũng lập tức cũng không nói ra được. Nhưng thật ra có vài phần không lớn xác định, làm một cái võ sĩ, hắn sợ phải làm việc đầu tiên chính là phải hảo hảo bảo hộ đại nhân an nguy, nhưng nhìn đến đại nhân như vậy bị khinh bỉ, cái này làm cho hắn chỉ cảm thấy trong lòng thập phần không dễ chịu, phải biết rằng đại nhân ở Lưu Cầu bên trong cũng là chỉ ở sau Thiên Hoàng bệ hạ, tướng quân tồn tại, kết quả lại là ở chỗ này nơi trốn bị khinh bỉ, này xem như cái sao lại thế này, chẳng lẽ bọn họ Lưu Cầu người còn thấp đại. Khánh người nhất đẳng không thành, tình thế so người cường,
đây cũng là không có gì biện pháp sự tình, Thiền Thảo Danh Thành hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với vừa mới kia một phen lời nói cũng là buồn bực thực, nhưng lại không có cách nào, hiện tại cảm thấy đại khánh người kiêu ngạo sao, cảm thấy Liễu gia cái này nha đầu kiêu ngạo đúng không, nhưng nàng đồng dạng cũng có kiêu ngạo tiền vốn không phải, toàn bộ đại khánh bên trong nữ tử có ai có thể đến nàng cái loại, này trình độ, bừa bãi tiền vốn cũng là nguyên hy đế bệ hạ cho. Ngươi nói dưới loại tình huống này nàng nói ra nói mức độ đáng tin có bao nhiêu, theo ta được biết, ngay cả cùng Trường Tố cùng Cao Lệ chi gian thông thương mậu dịch kia, cũng còn đều là nàng dẫn đầu đưa ra, phía trước cũng bao nhiêu người phản đối, nhưng hiện tại còn không phải làm theo ấn nàng ý tứ đang tiến hành, nhà đầu này năng lực, kia nhưng xa so thường nhân muốn lớn rất nhiều, cùng nàng đối thượng rốt cuộc. Cũng vẫn là không có gì sáng suốt, nói không chừng ngày nào đó, liền thật sự theo nàng ý tứ thật sự bao vây tiễu trừ giặc cỏ cũng chưa chắc, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, rốt cuộc cũng còn muốn xem nguyên hy đế bệ hạ ý tứ mới thành, nếu không đến lúc đó còn không biết muốn như thế nào xong việc đâu, nhưng đại nhân, kia nha đầu muốn chính là kia cái gọi là công bằng giao dịch mua bán, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là nộn điểm, này nơi nào sẽ có cái gì tuyệt đối công bằng sự đâu. Thiền Thảo Danh Thành thanh âm bên trong mang theo vài phần trào phúng ý vị, ý tưởng luôn là tốt, nhưng hiện thực bên trong lại như thế nào nơi trốn tẫn như người ý đâu. Đại nhân đi thôi, thừa dịp hiện tại còn không có cái định luận, lại cùng bọn hắn đại khánh bẻ xả, dù sao cũng phải cấp thiên hoàng bệ hạ một công đạo mới thành. Thiền Thảo Danh Thành nửa điểm cũng không thèm để ý sẽ ở Ung Đô, bên trong dừng lại bao lâu, có lẽ ở đại khánh bên trong. Dừng lại lâu một chút nói kia còn có thể đủ nhiều dọ thám biết đến đại khánh, tình huống một ít, sau này cũng sẽ trong lòng có cái cơ số ở, cẩm sắt chờ đến này, lưu cầu hai người đi rồi lúc sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới nàng nhìn này hai cái lưu cầu người cơ hồ liền khí đều xuyễn bất qua tới, huống chi còn có cái kia võ sĩ còn đeo kia trường đao, xem đến nàng chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi thực, sợ này một lời không hợp lúc sau liền sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Tới không thể, trong phủ người nhưng không mấy cái là sẽ người biết võ, liền tính là thật sự người biết võ nói cũng không thắng nổi a, nhìn chính là cái thập phần hung ác, tiểu thư, ngươi thật đúng là đủ gan lớn, cũng không sợ đến lúc đó nháo ra cái gì đường rẽ tới, cẩm sắt lòng còn sợ hãi, vỗ bộ ngực đối với nhà mình tiểu thư nói, tiểu thư, ngươi cũng không sợ nháo xảy ra chuyện gì tới, nếu là đến lúc đó nhưng như thế nào là hảo. Nơi nào gan lớn, này nói cũng bất quá, đều là một ít cái tình hình thực tế thôi, ngươi nói những cái đó giặc cỏ vì sao sẽ như vậy hung hăng ngang ngược, gặp tai họa phần lớn đều là Ung Đô phần, lưu cầu tất nhiên là không đau không ngứa cảm thấy cũng không có quét sạch tật yếu, nói không chừng này sau lưng còn có người duy trì, như vậy thật không minh bạch quan hệ còn muốn chúng ta tiến hành thông thương, yêu cầu chúng ta tiến hành đưa hóa. Này không phải đại biểu cho người ta đưa tới cửa sao, kia đến lúc đó, còn không biết muốn mệt nhiều ít bổn đâu, người tiểu thư ta chính là như vậy bạch bạch có hại người. Vân Xu hừ lạnh một tiếng nói, kia Thiền Thảo Danh Thành minh nói là tới cầu cái biện pháp, còn không phải biến đổi biện pháp muôn ưng thừa xuống dưới chuyện này, đến lúc đó ngươi có tin hay không, chỉ cần chúng ta đại khánh vận thuyền đem hàng hóa chuyên chở, đến lúc đó còn chưa tới lưu cầu biên cảnh đâu. Cũng đã bị đoạt đến không còn một mảnh, này hiệp ước ký kết trong đó, khá vậy còn bao hàm bồi thường loại chuyện này ở, đến lúc đó chúng ta không thể đủ giao phó hàng hóa, hoặc là liền bắt đầu một lần nữa vận bán, nhưng chỉ cần có giặc cỏ tồn tại, loại tình huống này vĩnh viễn đều sẽ không đình chỉ, cho nên này giặc cỏ vấn đề là hàng đầu giải quyết sự tình, mà giặc cỏ vì sao sẽ như thế hung hăng ngang ngược, đều không phải là ta đại khánh hải quân không làm duyên cớ. Mà là biển rộng mênh mang nguyên bản thuộc về mục tiêu thiên đại, hơn nữa, trên biển cũng có không ít không người đảo nhỏ, lúc này mới khiến cho khó công dễ thủ, nếu là lưu cầu có tâm, tất nhiên là nguyện ý quét sạch, chỉ là khó tránh khỏi đến lúc đó lưu cầu, vì này ích lợi đồng nghiệp lẫn nhau cấu kết lên, ít nhất từ ta biết nói tình huống xem ra, những cái đó lưu cầu thương nhân nguyên bản chính là cái không an phận, cho nên cùng lưu cầu chi gian giao dịch cũng có thể xem như có chút khó khăn. Vân Xu chậm rãi nói, cẩm sắt nghe được có vài phần cái, hiểu cái không cảm giác, nàng mấy năm nay tới tuy là, vẫn luôn đi theo Vân Xu hối hả ngược xuôi giải quá chút kiến thức, nhưng loại chuyện này đối nàng tới nói là một kiện không thể ngôn quốc gia đại sự,
nhưng tiểu thư vừa mới theo như lời những cái đó lời nói, có thể hữu dụng sao? Cẩm Sắt nói, ta xem kia Lưu Cầu người không phải cái dễ đối phó, chỉ sợ tiểu thư như vậy, nói với bọn họ tới nói cũng không có gì áp lực cũng chưa chắc. Còn nữa, bực này sự tình nếu là Lưu Cầu, người tạp ở đâu như thế nào cũng không ứng cùng, chỉ sợ Tấn Vương chỗ nào cũng là không thể thỏa đáng mà đem chuyện này, cấp giải quyết đi. Mấy năm nay quốc thái dân an, các bà tánh thập phần an cư lạc nghiệp, càng là như vậy an nhàn nhật tử trên thực tế cũng là, sợ nhất sẽ xuất hiện chiến loạn thời điểm, ai cũng không vui nhìn thấy chính mình vất vả kiếm, tới hết thảy đảo mắt thành hoa trong gương, trăng trong nước, suy nghĩ nhiều quá. Vân Xu cười nhìn kia trên mặt tràn đầy, viết ta không nghĩ nhìn thấy chiến tranh mấy chữ này mắt, nàng cười đến càng thêm giạt rào một ít, nhìn về phía Cẩm Sắt, biểu tình bên trong cũng càng thêm mang theo vài phần mỉm cười cảm giác, chỉ là nàng còn không có thấy phong, cũng đã cảm thấy là muốn trời mưa tư thái làm Vân Xu, cảm thấy thập phần thú vị, bất quá chính là cấp Lưu Cầu người để ra cái tỉnh thôi. Bất quá việc này cũng không phải hoàn toàn không có khác giải quyết đường sống, Vân Xu như vậy nói đó là đi ra ngoài, Cẩm Sắt vội vội vàng vàng mà theo đi lên, Vân Xu trực tiếp đi Tấn Vương phủ, Tấn Vương phủ người nhìn đến Vân Xu, lại đây thời điểm hoàn toàn liên thông truyền đều không thông truyền một tiếng, trực tiếp làm Vân Xu đi vào, ai đều biết ngăn lại Liễu đại tiểu thư kia hoàn toàn chính là cùng vương gia không qua, được, này nơi nào còn cần thông truyền. Không có quỳ xuống đất nghênh đón đã xem như không tồi, Tấn Vương trong phủ đó là có cái nghị sự các, nguyên bản là coi như thư phòng tới dùng, sau lại Tạ Hoài Ẩn tiếp nhận chiêu thương cục lúc sau, đó là đem thư phòng này cấp sửa đổi một phen, làm chiêu thương cục nghị sự sở tới dùng, trong ngày thường cũng chính là chiêu thương cục bên trong những cái đó bút thiếp sĩ nhóm lại đây, ứng mão một phen thôi đảo cũng không có gì chuyện quan trọng thương nghị. Hôm nay bên trong Tạ Hoài Ẩn đó là chiêu những cái đó, bút thiếp sĩ nhóm tới nghiên cứu cùng Lưu Cầu, thông thường chú ý điểm, những cái đó bút thiếp sĩ nhóm đều là thập phần tuổi trẻ, nguyên bản ở hộ bộ thời điểm phía trên có người, tư lịch cũng không đủ, muốn ở hộ bộ hết khổ tới cũng không biết là phải tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa chính bọn họ cảm nhận chung cũng có một quyển tiểu sổ sách, Tạ Hoài Ẩn người này tuy là nhìn có chút không đàng hoàng, nhưng người nhưng thật ra cái hảo ở chung. Đổi thành người khác lúc sau cũng không biết có thể hay không hảo hảo ở chung, làm sinh không bằng làm thục sao, dứt khoát, mà Tạ Hoài Ẩn tiếp đón dưới trực tiếp đi theo đi rồi, hiện giờ chiêu này thương cục tuy nói không tính quá mức náo nhiệt, nhưng tốt xấu một khi thành lúc sau cũng đều có một cái xuất đầu thiên ở, Vân Xu tiến vào nghị sự các thời điểm, này những bút thiếp sĩ đang ở nói thỏa thích, bày mưu tính kế tới rồi cực điểm, chỉ hận không thể moi hết cõi lòng mà nghĩ ra điểm ý kiến hay tới. Vân Xu đứng ở cửa nghe xong một hồi lâu, chờ đến này thảo luận cũng có thể xem như hạ màn lúc sau, mới vừa rồi vào cửa, các vị mạnh khỏe, Vân Xu hướng tới nhân đạo một tiếng, kia ngữ khí cũng có thể xem như thân hậu, bút thiếp sĩ nhóm thấy Vân Xu đột nhiên tới chơi, cũng có vài phần ngoài ý muốn, Tạ Hoài Ẩn này trong ánh mắt cũng toát ra vài phần ngoài ý muốn, nguyên bản Vân Xu liền rất ít sẽ xuất hiện ở nghị sự các bên trong, hắn cũng đã sớm đã thói quen Vân Xu sẽ không xuất hiện. Cho nên hiện tại nhìn thấy Vân Xu đột nhiên xuất hiện thời điểm trực giác phản ứng chính, là có phải hay không ra điểm sự tình gì, nhưng làm chó như vậy nhiều bút thiếp sĩ, hắn vẫn là nghiêm trang mà bưng cái giá hỏi, liệu tiểu thư hôm nay sao có rảnh tới, bất quá tới cũng vừa vặn, bổn vương vừa lúc cùng đại gia nói đến cùng Lưu Cầu thông thương những cái đó sự tình, cũng vừa lúc cấp điểm ý kiến, lời này nói ra, Tạ Hoài Ẩn cũng cảm thấy có điểm bội phục chính mình lại vẫn là... Có thể làm như vậy bất động thanh sắc đem công thức hóa một mặt biểu hiện như thế vô, cùng nhuần nhuyễn, như vậy tưởng tượng lúc sau, hắn cũng không khỏi mà có vài phần cảm thấy chính mình quả thật là cái người tài ba. Bút thiếp sĩ nhóm cũng từ lúc bắt đầu nhìn thấy Vân Xu ngoài ý muốn đến chấn định, nhìn thấy Tấn Vương kia đôi mắt tỏa sáng rồi lại muốn ra vẻ chấn định bộ dáng, cũng đó là cảm thấy có vài phần đậu thú, thầm nghĩ Tấn Vương điện hạ ra vẻ chấn định cái gì a? Ngài tâm ý chúng ta tất cả mọi người đều biết, không sao cả như vậy cưỡng cầu chính mình, muốn trang như vậy vân đạm phong khinh, thân là cấp dưới chúng ta cũng không có như vậy can đảm tới chê cười ngươi không phải, phải không, không biết là nói tới nơi nào, Vân Xu cười nói, ta cũng bất quá chính là tâm huyết dâng trào cho nên tiền đến thầu cái náo nhiệt thôi, chỉ là đối cùng Lưu Cầu thông thương sự tình thập phần cảm thấy hứng thú cho nên đó là... Tới thám thính, các vị không cần để ý tới ta,
lời tuy là nói như vậy, nhưng những cái đó bút thiết thức, nơi nào là thật sự không để ý tới Vân Xu, một cái hai mặt nhìn nhau cuối cùng cũng đó là, đem tầm mắt rơi xuống Tạ Hoài Ẩn trên người, Tạ Hoài Ẩn còn không có một lần, như là hiện tại như vậy làm trò mọi người trước mặt cùng Vân Xu nói chuyện, cho nên hắn thanh thanh giọng nói lúc sau mới mở miệng nói, hiện tại cũng bất quá chính là cái trao đổi thôi. Bổn vương cùng Lưu Cầu Thiền Thảo Danh Thành nói chuyện với nhau quá, từ hắn kia tư thái là muốn chúng ta đại khánh phụ trách, vận chuyển hàng hóa này một khối, nếu là đi đường bộ nói vấn đề cũng còn không thế nào tính đại, chính là đi hải vận này một khối lại là cái khó xử, ta đại khánh cấm biển hồi lâu, lại thêm chi vùng duyên hải mảnh đất thường xuyên có giặc cỏ quấy phá, trong đó không phát lưu cầu lưu vong võ sĩ tạo thành bỏ mạng đồ đệ. Cho nên bổn vương cảm thấy còn lại cũng đều vẫn là cái hảo thuyết, duy nhất thành vấn đề cũng chính là này hải vận sự tình, nếu là thật muốn đáp ứng xuống dưới, chỉ sợ đây là muốn có hại không thể. Vân Xu hướng tới Tạ Hoài Ẩn nhìn này liếc mắt một cái, nói, kia các vị thương lượng ra tới kết luận là cái gì, xem ra vừa mới Tạ Hoài Ẩn là, từ dịch quán chỗ nào ra tới lúc sau liền trở về thương lượng chuyện này. Mà kia Thiền Thảo Danh Thành còn lại là mang theo người tới Liễu gia tới, này mặc kệ là ứng thừa vẫn là không ứng thừa tựa hồ đều có chút khó làm, Tạ Hoài Ẩn thành thật nói, nếu là chúng ta không ứng thừa xuống dưới, này tả, hữu đều là dựa vào lưu cầu chính mình tới vận chuyển, này giao dịch sớm muộn gì chỉ sợ là muốn giao dịch không đi xuống, lưu cầu chỗ nào hiển nhiên cũng là không vui như vậy làm, nhưng nếu là chúng ta phụ trách vận hóa nói, liền muốn ứng đối giặc cỏ cùng những cái đó lưu vong võ sĩ vấn đề. Vân Xu hơi hơi gật đầu, nói, ta đây muốn hỏi một chút, này về đại lý phi phí dụng, chư vị là như thế nào định giá? Tất nhiên là đối chiếu cao lệ, một cái bút thiết thức ra tiếng nói, tứ cho rằng điểm này cũng là thập phần hợp tình hợp lý, nếu luận quốc thổ diện tích nói, lưu cầu cũng không so cao lệ tiểu, cho nên này đại lý phi đối chiếu cao lệ, tới tính cũng có thể xem như hợp lý thực. Vân Xu đối với bút thiết thức vừa mới theo như lời nói cũng không phản bác, này đại lý phí sự tình có thể trước không đề cập tới, nàng nhìn về phía mọi người, không biết các vị đối lưu cầu hiểu biết có bao nhiêu, Vân Xu cảm thấy chính mình hiểu biết chính là một chuyện, nhưng lưu cầu ở tiền triều thời điểm nhưng xem như nước phụ thuộc, tuy nói hiện giờ cũng không thể xem như đại khánh nước phụ thuộc, nhưng đối với lưu cầu cũng nên sẽ có chính mình nhất định hiểu biết mới đúng, lưu cầu tuy nói là cái đảo quốc. Nhưng trên thực tế cũng là một cái còn xem như phú thạc đảo quốc, tuy nói là có thiên hoàng tồn tại, nhưng đại bộ phận quyền lực vẫn là không chế ở Mạc phủ tướng quân trên tay, nhưng từ ta đại khánh kiến quốc đến nay, tuy nói là có cấm biển tồn tại, lưu cầu cũng đã có thoát ly nước phụ thuộc ý tứ, trong đó một cái bút thiết suy thoái hơi nhíu mi, tưởng đại khánh kiến quốc nhiều năm, nếu là lưu cầu có thần phục ý tứ nói đã sớm đã tới thần phục. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này thực rõ ràng là không có ý tứ này, bất quá hiện tại tiến hành thông thương nói kia, cũng có lợi cho đứng trang nghiêm khởi đại khánh uy tín tới, quốc lực cường thịnh cũng là làm quanh mình tiểu quốc kính sợ cùng thần phục tiên. Quyết điều kiện, cứ nghe ở trăm năm trước Việt quốc thời kỳ, Việt quốc quốc lực cường thịnh vô cùng, quanh thân nước láng giềng đều thập phần sợ hãi, cơ hồ là tới rồi vạn quốc thần phục nông nỗi, càng có vạn quốc tới triều nghe đồn ở. Ngô, Vân Xu dựa cái bàn, kia biểu tình bên trong mang theo vài phần suy tư ý vị, này đại lý phi nói, không bằng làm lưu cầu mở ra thông thương bến cảng cùng lấy quặng quyền như thế nào, liễu tiểu thư ý tứ này là, bút thiết thức nhóm đều có, vài phần khó hiểu, lúc này đây không tính toán áp dụng cùng cao lệ, cùng trường tố giống nhau giao dịch phương thức, chúng ta cùng cao lệ cùng trường tố giao dịch phương thức, đó là cho đại lý quyền. Nhưng lúc này đây cùng lưu cầu, chúng ta đại khánh có cấm biển, lưu cầu những năm gần đây cũng đồng dạng là bế quan tỏa cảng, chi bằng là làm lưu cầu mở ra mấy cái thông thương bến cảng, cho phép ta đại khánh thương nhân đến lưu cầu thượng mở cửa hàng tiến hành thông thương, như vậy tới nay lưu cầu cũng có thể xem như thiếu kia một bút đại lý phí, đổi mà nói chi, chúng ta có thể tranh thủ một chút cùng lưu cầu, thương lượng một phen về mỏ vàng cùng mỏ bạc khai phá quyền. Chiêu mộ lưu cầu thợ thủ công tới ta đại khánh công tác, phái đóng quân đến lưu cầu, chư vị cảm thấy như thế nào? Bút thiết thức nhóm nghe được Vân Xu theo như lời nói, từng bước cũng có vài phần không khép miệng được, chủ ý này không thể nói xong toàn không thỏa đáng, nhưng không yêu cầu đại lý phí mà là tự hành đi lưu cầu bên kia bán nói,
vậy đại biểu cho muốn trước đem một đại bộ phận bạc giải đến Lưu Cầu đi, này cơ hồ là có điểm ngoài tầm tay với cảm giác, nhưng thật sự nếu có thể đủ hơn nữa đóng quân, hơn nữa vàng bạc quặng khai phá quyền nói vậy hoàn toàn không giống nhau, đóng quân nói, kia ý nghĩa liền càng thêm bất đồng, như vậy điều kiện, chỉ sợ Lưu Cầu bên kia khả năng không lớn sẽ đồng ý, bút thiếp thức nhóm thanh âm mang theo. Vài phần không xác định, chỉ cảm thấy như vậy điều kiện chỉ sợ kia Lưu Cầu, Thiên Hoàng nghe được lúc sau nếu có thể đồng ý mới có quỷ, Lưu Cầu Hoàng thất không phải cùng Mạc Phủ tướng quân chi gian ý kiến không hợp sao, kia cũng có thể từ Mạc Phủ tướng quân xuống tay không phải, Vân Xu cười nói, muốn đầy đủ lợi dụng thật thế sao, nếu Lưu Cầu đều có thể phái sứ giả đến ta Đại Khánh đồng dạng cũng có thể phái sứ giả đi trước Lưu Cầu lấy đi thông tới không, phải. Tạ Hoài Ẩn nghĩ nghĩ nói, kia hiện tại Lưu Cầu sứ thần ở, đến lúc đó, Tạ Hoài Ẩn cảm thấy kia Thiển Thảo Danh Thành thật sự không phải cái gì thứ tốt, Thiển Thảo Danh Thành nhìn như là thiên hoàng nhất phái, chỉ sợ chuyện này cũng không dễ dàng hoàn thành đi. Vậy trước nương hợp tác sự tình trước cùng cãi cọ một đoạn thời gian, dù sao xem Thiển Thảo Danh Thành bộ dáng cũng không giống như là nguyện ý nhanh như vậy, liền trở về Lưu Cầu, trước tìm điểm cơ linh, người đi thăm thăm đế. Đối ngoại muốn nói cũng đó là nói muốn nhìn xem Lưu Cầu, thử xem hải vận một loại, này tổng cũng có thể đủ công đạo quá khứ đi. Vân Xu nói là một chuyện, này làm nói lại là mặt khác một chuyện, bất quá này có nếm thử quá luôn là muốn so, không có nếm thử lại đây cường một chút, chính là cái này lý. Chỉ nói không luyện miệng kỹ năng, Tạ Hoài Ẩn nơi nào không biết cái này, nhưng cái đó bút thiết thức nhóm cũng đó là cảm thấy thật là như vậy một. Đạo lý, tất nhiên là nói không nên lời bên phản bác nói, rốt cuộc quyết định chính là Tấn Vương Điện Hạ cảm thấy hợp lý liền thành, bọn họ cũng quyết định không được chuyện lớn như vậy không phải. Còn nữa, này cẩn thận nhất phẩm Liễu Vân Xu vừa mới theo như lời nói, kia cũng đích xác nhưng xem như một cái hảo biện pháp không phải, này nếu có thể đủ được đến vàng bạc quặng khai thác quyền, kia thật là một cái không tồi lựa chọn, lại là một trận hàn huyên. Chờ đến canh giờ này cũng không sai biệt lắm lúc này mới cầm tay rời đi, lưu lại Tạ Hoài Ẩn cùng Vân Xu hai người tại đây phòng nghị sự bên trong, Tạ Hoài Ẩn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, triệt hạ kia bưng làm mặt mũi dùng nghiêm trang tư thái, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạng nặng võ trang bộ dáng nháy mắt biến mất không thấy, nhưng thật ra thập phần rất có hứng thú hỏi Vân Xu, người hôm nay như thế nào nghĩ đến muốn tới phòng nghị sự tới, Tạ Hoài Ẩn lại không phải. Không biết Vân Xu tính tình, từ chiêu này thương cục thành lập đến bây giờ nàng là một lần đều không có xuất hiện, ở phòng nghị sự bên trong quá, mặt ngoài nói chính là nàng xuất hiện ở chỗ này không được tốt, nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là, bởi vì nàng lười đến lại đây tham dự chuyện này mà thôi, cho nên không có gì chuyện quan trọng nàng hơn, phân nửa cũng là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nguyên bản cũng là không nghĩ tới, nhưng Lưu Cầu người tựa hồ là Lâm Phương. Hướng, thượng môn tới tìm ta, Vân Xu nói, đánh giá đại khái chính là cùng ngươi nói xong lúc sau đi, cũng không biết từ nơi nào được đến tin tức, ta lại có thể thay đổi cái gì, ngẫm lại đều cảm thấy có vài phần buồn cười, ta nhưng thật ra cảm thấy kia Thiển Thảo Danh Thành, nhưng thật ra rất có thể thấy được rõ ràng sự thật, Tạ Hoài Ẩn sờ sờ cái mũi lúc sau nói, hắn cảm thấy kia Thiển Thảo Danh Thành cũng thật là cá nhân vật, mới đến nhiều thế này thiên cũng đã đem sở. Hữu hết thảy cấp sờ soạn thấu còn thế nhưng biết là phải đi Vân Xu lộ tuyến, bất quá chỉ là Vân Xu bên kia lộ tuyến chưa chắc là, so với hắn nơi này hảo tẩu mới là thật sự, bất quá Vân Xu nếu như bị người ta nói động, hắn nơi này không khỏi khả năng sẽ có vài phần nhượng bộ, đơn giản Vân Xu là muốn so với hắn thái độ tới kiên quyết nhiều, bất quá nghĩ đến cũng là, Vân Xu lại không phải như vậy bị người tùy tiện nói liền sẽ dao động người. Sao có thể sẽ bị tùy tiện nói vài, câu liền thỏa hiệp, Vân Xu nhìn thoáng qua Tạ Hoài Ẩn, không thể nề hà nói, ngươi tính tình này thật là, nếu là đổi thành người khác thời điểm đã sớm đã cảm thấy khó có thể tiếp nhận rồi, liền hắn hiện tại còn một bộ không có gì bộ dáng, nói dễ nghe một chút chính là hắn không thèm để ý loại chuyện này, nhưng là nói khó nghe một chút nói đó chính là nói hắn đối với trước mắt loại chuyện này, cũng vẫn là có thể không. Bất quá Vân Xu cũng có thể xem như hiểu biết, Tạ Hoài Ẩn người này, hắn chính là như vậy một bộ thích ứng trong mọi tình cảnh tính tình, đại khái muốn thay đổi cũng thật sự là rất khó,
mà Vân Xu cũng không có như vậy đại gia tâm nghĩ đem Tạ Hoài Ẩn cải tạo thành một cái nơi trốn có khả năng người, lại thêm chi nàng cũng cảm thấy thích ứng trong mọi tình cảnh cũng không có gì không tốt, cho nên cũng vẫn luôn là thập phần xem qua, tính, không đề cập tới chuyện này nhi, ngươi cảm thấy ta vừa mới để ý kiến như thế nào? Vân Xu hỏi Tạ Hoài Ẩn, muốn nghe một chút từ hắn ý kiến đến như thế nào, ý tưởng này là không tồi, nhưng là trên thực tế thật sự phải làm lên nói kia kỳ thật vẫn là, có điểm khó khăn đi. Còn nữa, này phái ai đi kia thật đúng là chính là một vấn đề đâu, màn này phủ tướng quân có thể đáp ứng chuyện này không thể cũng vẫn là cái vấn đề. Tạ Hoài Ẩn có vài phần bối rối địa đạo, bất quá chuyện này ta sẽ cùng phụ hoàng cùng thất tỷ nói, này ai đi nhưng thật ra không phải cái gì vấn đề, dù sao chọn cái cơ linh điểm lại thức đại thể liền thành, bất quá hiện tại công binh xưởng bên kia, không phải tân chế tạo mấy môn đại pháo cùng vũ khí ra tới sao. Hơn nữa trong quân có không ít tướng sĩ cũng đã là thuần thục mà nắm giữ súng kíp, cũng có thể thừa dịp lúc này đây cơ hội làm những cái đó giặc có biết, ta đại khánh cũng đều không phải là một cái hảo khinh quốc gia không phải. Vân Xu chậm rãi từ từ mà nói, nghĩ lúc sau lại bổ thượng một câu, ở tiền triều thời điểm, Lưu Cầu cũng vẫn là nước phụ thuộc đâu, thật muốn tính nói, chúng ta đại khánh thực lực nhưng không cần tiền triều kém. Tạ Hoài Ẩn nghe được Vân Xu như vậy, nói thời điểm hắn tự cũng có thể xem như cao hứng, đại khánh tự nhiên là muốn so tiền triều thời điểm hảo không biết nhiều ít, nếu không lại như thế nào thủ tiêu tiền triều, như vậy tính ra, này Lưu Cầu thừa dịp năm đó đại khánh, sơ lập thời điểm thoát ly nước phụ thuộc liền có vẻ thật là như vậy một chuyện, như thế nào mà, đây là khinh thường bọn họ đại khánh có phải hay không? Tạ Hoài Ẩn càng nghĩ càng cảm thấy thật là như vậy một chuyện. Này Lưu Cầu người cũng thật tâm không phải cái gì thứ tốt, hiện tại tới nói này những điều kiện kia kêu một người buồn bực, nghĩ lại cũng đích xác như thế, nghe Tiểu Bạch nói trong quân những cái đò tướng sĩ đã là thập phần ra dáng ra hình, này mỗi ngày chỉ là luyện cũng không thú thực, chi bằng là thừa dịp hiện tại lúc này, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm này cũng có thể xem như một chuyện tốt, cũng làm cho người hiểu được là Đại Khánh hiện tại tam quân kia đều đã là thay đổi bộ dáng. Này cũng có thể xem như một kiện được không sự tình. Tạ Hoài Ẩn nói, vấn đề không lớn, ta đi nói liền thành, Tiểu Bạch chỗ nào chỉ sợ cũng là, hận không thể có thể cấp này những tướng sĩ nhiều một ít cái rèn luyện cơ hội. Hiện tại có cơ hội như vậy bãi ở trước mặt Tiểu Bạch chỉ sợ là sẽ rút ra những người này đi còn không kịp đâu, nơi nào còn sẽ nói cái gì. Như vậy tưởng tượng lúc sau đảo cũng cảm thấy thật là chuyện gì xảy ra. Nếu là đến lúc đó gặp gỡ một ít cái giặc cỏ một loại người, vừa lúc cũng có thể làm người rèn luyện, không chừng ngày nào đó thật đúng là yêu cầu dùng đến bao vây tiễu trừ đâu, đến lúc đó làm cái bang phong vô nhai cũng đi theo cùng đi. Vân Xu nghĩ lúc sau bổ thượng một câu, nàng cảm thấy phong vô nhai người này rốt cuộc cũng vẫn là đi giang hồ lớn lên, đôi mắt này kia nhưng xem như kêu một cái độc, hơn nữa này lịch duyệt thượng cũng đủ. Lúc này đây tính mang mà liền tính là làm hắn đi ra ngoài được thêm kiến thức, nhân tiện cũng suy tính một chút này Lưu Cầu cùng Trường Tố chi gian khoảng cách, lúc này mới phương tiện định vận hóa giới sao. Tạ Hoài Ẩn nghe được Vân Xu nói như vậy, tự nhiên cũng đều là đáp ứng xuống dưới, cảm thấy đem phong vô nhai sai xử qua đi cũng thật là một chuyện tốt, liền phong vô nhai kia tính tình cũng thật là nhân tình, có hắn ở cũng là cái tốt, Tạ Hoài Ẩn là cái thật làm phái. Tuy nói hắn đối loại chuyện này cũng còn không phải thập phần để bụng, nhưng rốt cuộc vẫn là Vân Xu giao thác cho hắn sự tình, hắn cũng có thể xem như thập phần để bụng, cho nên tìm đúng thời gian liền dứt khoát cùng Mắt Hy Đế cùng Tạ Cẩn Họa, đề ra nhắc tới, Nguyên Hy Đế bàn tay vung lên làm chính hắn thu phục đi, cấp nói liền một câu, thành cũng là chuyện của hắn không, thành kia cũng là chuyện của hắn, mà Tạ Cẩn Họa cũng là cái thập phần dứt khoát. Nàng đối với Tạ Hoài Ẩn này đề nghị cũng không phản đối, chỉ là làm chính hắn tuyển người làm chủ liền thành. Tạ Hoài Ẩn nghe được hai người như vậy hoàn toàn không phụ trách nhiệm nói cũng hoàn toàn là, không có cách nào, nếu đều không có biểu hiện ra phản đối ý tứ, kia dư lại cũng chính là tìm người. Tạ Hoài Ẩn còn riêng mà hẹn phong vô nhai ra tới trao đổi chuyện này, hắn thốt ra lời này suốt khẩu lúc sau không bao lâu. Phong vô nhai cũng chính là một phen cân nhắc lúc sau không như thế nào lao lực, liền đáp ứng, rồi xuống dưới, đối với hắn tới nói này thật là không có gì vấn đề, toàn đương chính là dài quá cái kiến thức, này cũng không có gì bao lớn vấn đề.
Phong Vô Nhai hiện tại đối với triều đình mâu thuẫn, cũng đã không có giống là phía trước thời điểm như vậy thâm, ít nhất trước kia thời điểm hắn nhìn thấy những cái đó, quan phủ người trong thời điểm hơn phân nửa, đều vẫn là thập phần khinh thường, hiện tại như vậy hòa bình ở trung khởi, cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy khó khăn, hơn nữa Vân Xu thật là cho hắn kéo tới không ít sinh ý, không nói là Ung Đô, mặc dù là bên phân đà chỗ nào cũng lục tục có một ít cái sinh ý. Hơn nữa bọn họ trong bang không ít hài tử cũng đã đưa đến những cái đó, tập viết địa phương, ngày thường rảnh rỗi thời điểm nghe được những cái đó, hài tử lại nói tiếp đi học sự tình thời điểm, hắn cũng có thể xem như thập phần cao hứng, những cái đó dạy dỗ biết chữ người cũng đều là thập phần có nhẫn nại, rất nhiều là trong nhà có chút thanh bần học sinh, mỗi ngày dạy dỗ thượng này những hài tử một đoạn thời gian chẳng những có tiền bạc lấy, cũng còn có cơm tháng. Loại sự tình này đối với bọn họ tới nói cũng có thể xem như một chuyện tốt, ôn cũ biết mới, cho nên giao tế thời điểm cũng có thể xem như thập phần nghiêm túc, mà mỗi một lần vận chuyển một lần hàng hóa nói, này phí, chuyên trở cũng có thể xem như không ít, này bạc đối với bọn họ này những cái ba người tới nói kia, nhưng xem như cả đời đều kiếm không đến bạc, cũng đủ bọn họ an tâm ăn thượng hơn nửa năm, không bao giờ dùng bữa đói bữa no mà sinh hoạt. Cho nên hiện tại liền tính là Phong Vô Nhai không nói lời gì, bang chúng bên trong những cái đó người cũng đều là, xoa tay hầm hè mà tỏ vẻ muốn đi theo Liễu gia tiểu thư đại sự, chỉ kém là không có đi theo kêu thượng một câu khẩu hiệu đi, theo Liễu tiểu thư có thịt ăn, nói như vậy tới, cho nên nghe được Tạ Hoài Ẩn hiện tại lúc này tới tìm hắn, lại là xuất phát từ chuyện này, hắn đương nhiên phải đáp ứng xuống dưới, huống chi nhân gia vẫn là... Đưa tiền đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời đến lưu cầu đi đâu, chuyện này cũng có thể xem như đạo nghĩa không thể chối từ, chuẩn bị tốt lúc sau tới cho ta biết một tiếng liền thành, không đáng giá cái gì. Phong Vô Nhai nói, hắn nói lời này thời điểm cũng không có nửa điểm, khách sáo y tứ, dù sao này đồng hành vẫn là có trong quân người, mặc dù là không có những người này cũng không có gì quan trọng, hắn này bản lĩnh không nhiều lắm, nhưng tự bảo vệ mình bản lĩnh cũng vẫn phải có. Phong bang chủ nguyện ý như vậy tưởng đó là tốt nhất, Tạ Hoài Ẩn nói, hắn nguyên bản tới thời điểm còn sợ Phong Vô Nhai không đáp ứng đâu, thậm chí còn suy nghĩ một đống, ở hắn không đáp ứng thời điểm chính mình muốn nói những cái đó, lý do thoái thác, nhưng hiện tại, lại như vậy dễ như trở bàn tay sự tình, này thế nhưng làm hắn cảm thấy có vài phần cảm giác mất mát, tuy nói không có lao lực một phen miệng lưỡi làm Phong Vô Nhai đáp ứng làm Tạ Hoài Ẩn. Cảm thấy chính mình đây là có vài phần anh hùng không đất dụng võ, lại cũng vẫn là thập phần vô cùng cao hứng, hắn nói, kỳ thật có thể đi ra ngoài đi một chút cũng hảo a, bổn vương nguyên bản cũng là tưởng đi theo cùng đi, chỉ tiếc Tạ Hoài Ẩn là không biết có bao nhiêu hâm mộ Phong Vô Nhai, đi lưu cầu nột, hắn lớn như vậy đều còn không có nhìn thấy quá hải trưởng thành cái bộ dáng gì, càng đừng nói là lưu cầu, nếu là hắn hiện tại không phải chịu trách nhiệm chiêu thương cục sự tình. Chỉ sợ là muốn đi theo cùng đi rồi, mà kia đi trước lưu cầu người cũng đã là, hạ định rồi người được chọn là Lý Đàn Việt kia tiểu tử, tưởng tượng đến điểm này, Tạ Hoài Ẩn kia càng kêu một cái nghẹn khuất, kia tiểu tử là ở nghe nói chuyện này lúc sau tới cái mao toại tự đề cử, mình, còn đem những cái đó lý do nói cái ba hoa trích chòe, nói cái gì chính mình là cái văn nhân, mặc dù là bị thiển thảo danh thành biết chính mình đi lưu cầu, cũng không có gì quan trọng. Rốt cuộc hắn bất quá chính là lễ bộ một cái thị lang thôi, kia nói kêu một cái ba hoa trích chòe, cảm giác chính là hắn đi lưu cầu đó chính là một cái tốt nhất bất quá lựa chọn, nhưng trên thực tế Tạ Hoài Ẩn đối tiểu tử này tâm tư đó là, kêu một cái rõ ràng, nơi nào có hắn miệng thượng nói. Như vậy đường hoàng, tiểu tử này bất quá chính là muốn nương cơ hội này đi ra cửa lưu cầu chơi thôi, Tạ Hoài Ẩn trong lòng buồn bực thực. Nhưng cũng thật sự là lấy hắn không có cách nào, trên thực tế muốn nói là, tìm một cái thỏa đáng người đi trước lưu cầu trong khoảng thời gian ngắn Tạ Hoài Ẩn, thật đúng là chính là tìm không thấy một cái thích hợp người, tương đối so mà nói triều đình bên trong người khác hoặc là hắn chiêu thương cục, bên trong những cái đó bút thiết thức, từng bước kinh nghiệm không đủ, nếu muốn nói đến này tâm hắc kia thật đúng là không phải Lý Đàn Việt đối thủ, tiểu tử này kia luôn luôn đều là cái giả heo ăn thịt hổ hảo thủ. Cho nên Tạ Hoài Ẩn cuối cùng nghĩ nghĩ, mặc dù là chính mình không vui cũng không có biện pháp, đành phải là gật đầu đồng ý, vương gia quyền cao chức trọng, tự nhiên là không thể rời xa, Phong Vô Nhai nói, quyền cao chức trọng cái rắm, Tạ
Tạ Hoài Ẩn rầm rì thượng một tiếng, đối với cái này lý do thoái thác đó là nửa điểm cũng không ủng hộ, hắn đây là vị trí căn bản chính là một chút cũng không vững chắc được chứ, nếu là ngày nào đó làm việc bất lợi làm theo có bị người đá xuống dưới khả năng, vận khí bối một chút thời điểm ngẫm lại hắn kia hiện tại còn ở giam cầm, thậm chí đã mảnh khảnh nửa điểm cũng không giống như là phía trước như vậy, khí phách hăng hái thất ca liền biết xui xẻo, lên thời điểm hội diễn biến thành vì thế nào tình huống, ad đúng rồi vương gia, đã là... Muốn đi trước Lưu Cầu nói, không biết vương gia các ngươi đã chuẩn bị tốt không có, Phong Vô Nhai nói, không biết khi nào sẽ xuất phát, cái này còn không có xác định xuống dưới, nhất muộn cũng đó là ở hiện tại đã nhiều ngày đi, chỉ là này đi trước Lưu Cầu rốt cuộc cũng vẫn là lần đầu, cho nên này chậm trễ hết sức, cũng chính là muốn tìm kiếm một cái hiểu được Lưu Cầu phương hướng nhân tài là lẽ phải, này cũng đó là bổn vương nhất khó khăn chuyện này,